Các bạn đang nghe bộ truyện dài kỳ Sau khi mất nước ta gả cho kẻ chân đất của tác giả Thất Tát Nương Tử, đường Edit bởi bạn Amber Hoàng trên website rừng hổ phách. Hãy ủng hộ Chan bằng cách để lại bình luận sau khi nghe chuyện, like share video để giúp cho kênh được phát triển tốt hơn, cũng như đăng ký kênh để không bỏ lỡ tập truyện hay nào nhé. Chân cảm ơn và chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 170 Mỹ nhân lập tức trắng mặt ngồi thẳng người, rượu cũng không kính nữa, mắt cũng không dám liếc mà cụp xuống quy củ hơn cả con nhà lành. Lý vụ nói với nhà hoàn đứng hậu ở phía sau. Cái này, cái này, còn cả cái này nữa, gói lại cho ta mấy hộp. Cả cái trà lông vịt vàng gì gì đó uống lúc quân nghỉ cũng gói lại cho ta một ít. Ta muốn mang về cho vợ và em trai ta nếm thử nha hoàn kinh ngạc liếc hắn một cái sau đó đáp lời và rời đi một lúc sau nàng ta mang về cho hắn mấy cái hộp hai khối trà đóng tạch bánh lý vụ mang theo đồ vật vô cùng vui vẻ đi tới cáo từ lý Kháp lý Kháp lúc này cơm no rượu say đúng lúc hứng khởi ông ta thấy lý vụ sách báo lớn bao nhỏ tới cáo từ thì không vui nói bóng đêm đã sâu không bằng lý trì phụ ở lại nơi này nghỉ ngơi chờ sáng mai lại xuất phát với ta không được vợ hạ quan đang đợi hạ quan về Lúc này về còn kịp uống trà lông vịt vàng này với nàng vào sáng mai. Lý Kháp không thèm che giấu mà nhíu mày. Tầm mắt đảo qua đống đồ trên tay Lý Vụ, thế là mặt lộ rõ vẻ khinh thường rồi quay qua nói chuyện với kẻ khác. Lý Vũ cũng không thèm để ý, chỉ lo chắp tay sau đó xoay người đi ra khỏi chủ viện của chi Phủ Vân Châu, lúc này đã bị Lý Kháp đổi tên. Màn đêm sâu thẳm, Lý Côn và Lý Thước đã chuẩn bị xong xe ngựa chờ ở trước cửa lớn, Lý Vũ lên xe một cái là Lý Thước lập tức dơ dòi đánh xe. Lý Côn thì chui vào trong xe gấp không chờ nổi mà mở đống đồ ăn anh hắn gói về. Sau khi ăn xong phần của mình như một cơn gió, hắn còn muốn vươn móng vuốt về phía đống đồ ăn còn lại nhưng lập tức bị Lý Vũ tần. Đây là phần của tàu tàu và tam đệ, Lý Vũ nói. Lý Côn không tình nguyện mà thu tay lại. Lúc rời khỏi Vân Châu, Lý Vũ đưa thẻ bài Lý Tông Chủ ra và thuận lợi ra khỏi thành. Đại ca lấy cái tên này đúng là tốt, lưu loát dễ đọc nghe qua là không quên được tiểu tướng canh cửa kia vừa nghe xong tên của huynh đã cho chúng ta qua mà chẳng cần kiểm tra thẻ lý thước nắm roi ngựa quay đầu lại nói tổ tâm của ngươi tổ tâm của ngươi lý côn vỗ tay nhắc mãi lý khác đúng là cái đồ ngu lúc nào cũng vênh váo tự đắc với lão tử còn không phải sợ thuần vua ăn làm khó dễ hay sao lão tử vừa nói sửa tên ông ta đã đồng ý ngay lý vụ hơi dựa vào vách tường chân dài soạc ra thành cái kéo lớn và châm chọc cười nói Ông ta buồn ngủ mà lão tử thì đúng lúc đưa gối đầu Đại ca đúng là cao tay Điều luyện sắc sảo Khiến tiểu đệ cực kỳ bội phục Lý Kháp tất nhiên sẽ không thể tưởng tượng được Đại ca chủ động sửa tên không phải vì ông ta Mà là có thâm kế sâu xa khác Là vì heo heo Vì heo heo Sợ người khác đoạt mất heo heo Lý Côn đoạt lời trước mà nói Nói cái kiểu gì thế Lão tử sợ ai hả Lý Vũ lập tức tạt cho Lý Côn một cái Tên kia vội ai ra một tiếng Sau đó tuổi thân miếu máu nhìn anh hắn Thì chính huynh nói thế Đánh Điêu Nhi làm cái gì Ta nói lúc nào Lý vụ nhìn về phía Lý Thước Để có nghe thấy không Lý Thước quyết đoán lắc đầu Không nghe thấy bao giờ Nhị ca đừng vội ngậm máu phun người Đại ca anh dũng vô cùng sao phải sợ kẻ khác Lý vụ lập tức học được từ mới Thế là mắng Lý Côn ngay Lại ngậm máu phun người nữa lão tử đánh đệ Lý Côn khó lòng giải bày, hung hăng chừng mắt nhìn đứa em trai gian xảo, sau đó quay tấm thân bổ tượng của hắn về phía Lý Vụ mà hờn rỗi. Người sợ nổi danh, heo sợ mập, đây là đạo lý lão tổ tông truyền xuống. Vạn nhất Lý Ngu Si đưa tên của lão tử cho thiên hạ đệ nhất cầu, rồi vạn nhất thiên hạ đệ nhất cầu sớm đã nghe thấy tên lão tử mà tâm huyết dâng trao cho người hỏi thăm. Nhiều tên cũng có thể nhiều đường lui hơn. Đại ca lấy biệt danh này đã nói với tàu tử chưa? Lý Thước hỏi. Đừng nói cho nàng, Lý Vũ lắc đầu Nếu không nàng lại cảm thấy Mình liên lụy ta sau đó một mình thở ngắn than dài Nghĩ không ngừng Lấy phong cách của quả dương ngốc kia Nói không chừng vì bớt việc cho hắn Nàng sẽ dứt khoát đóng cửa không ra Khóa bản thân lại mà cấm đoán ấy chứ Vì thế hắn đổi tên cũng sẽ tiện hơn Đại ca có tình quá nghĩa Trương miêu hoa sau đó mới hành động Tiểu đệ bội phục Lý thước mang vẻ mặt khâm phục nói Thế đạo này kiếm được một người chu toàn mọi mặt được như đại ca đúng là khó Quá khen quá khen Người như vậy vẫn có chỉ là không nhiều lắm mà thôi Lý vụ khiêm tốn nói Đại ca không chỉ trí dụng song toàn Mà còn là quân tử khiêm nhường Làm tiểu đệ muôn phần bội phục Người khen tặng ta nhún nhường Người dám nói ta dám tin Cứ thế tiếng nói chuyện vang lên không dứt Lý côn thì tuổi thân giúp vào góc xe vẽ linh tinh Trong đầu nghĩ Không ai tới dỗ hắn Hắn nhớ heo heo Trời mưa, vài tiếng kêu sợ hãi vang lên khiến đình viện thoáng chốc loạn ra ngầu thường cúc yến mới được một nửa đã vội vàng tan thẩm châu hy giúp đỡ nha hoàn và gã xài vặt trong phủ dọn dẹp mấy chậu hoa cúc bọn hạ nhân lần đầu thấy một vị chủ tử bình dị gần gũi như thế nên lập tức hoảng sợ la oai oái kẻ thì bảo không cần hỗ trợ kẻ lại càng muốn hỗ trợ thế là trong biện càng thêm loạn cuối cùng đa số thắng thiểu số thẩm châu hy bị đuổi vào trong phòng nhìn hạ nhân trong phủ dọn đám chậu hoa về hành lang Thế là Yến hội thưởng cúc một người đã được đổi địa điểm và lại bắt đầu. Dưới mái hiên có hạt mưa như hạt trâu rơi xuống, từng chậu cúc đủ màu sắc, nhẹ lắc lư trong gió. Thẩm châu Hy chống cằm ngồi bên cửa sổ cực kỳ cảm khái mà thưởng thất trận mưa thu đầu tiên này. Tỷ nữ bên người nàng là thị nương, từ đỡ cánh tay nàng mà cũng nhìn ra ngoài mái hiên nhưng chẳng hiểu gì hết. phu nhân đang nhìn cái gì thế? Mong lâu như vậy, rốt cuộc cơn mưa này cũng tới rồi thẩm châu hy nói à nương tự là đang nghĩ cái này à thị nương bừng tỉnh lại nhìn hạt mưa nhỏ giọt thì có cảm nghĩ khác thật tốt quá vậy nạn đói giống như năm trước sẽ không tới nữa đúng vậy tất cả mọi người có thể an tâm rồi thẩm châu hy cười người cũng không cần chia xa ta nữa thị nương lộ ra nụ cười hưng phấn vui vẻ để thẩm châu hy có thể sống vui vẻ thoải mái ở tương châu nên lý vụ cần người xử lý mọi chuyện trong phủ cho nàng khi ấy hắn quyết định đón đệ nương từ từ châu tới làm tỷ nữ cho nàng. Khi từ châu rơi vào chiến loạn, cha mẹ đệ nương vì một thỏi bạc mà bán đứa con gái còn chưa cập kê cho một tên phản quân có quân chức làm thiếp. Sau đó phản quân kia chết trận, đệ nương cũng trốn thoát. Lúc người của Lý Phủ tới đón thì cha mẹ đệ nương lại đang định gả nàng ấy cho một lão già quá vợ đã qua 70 tuổi, lễ hỏi dùng để cưới vợ cho em trai nàng. Nhị hổ gác cây quạt lên cổ cha của đệ nương, Lợi sao giấu ở đó kề sát cái cổ rút lên bản vật của lão hán kia Bảng lý vụ dùng để mời đệ nương cũng được đưa cho nàng ấy Để tránh cha mẹ lấy cường quyền bức Nên đệ nương viết luôn khế ước bán mình đưa cho nhị hổ Lúc nhị hổ mang nàng ấy về thì Đệ nương đã không phải là con gái người bán cá nữa Mà là tỷ nữ thị nương bên người chi phủ phu nhân Bóng đêm càng ngày càng âm trầm Mưa còn rơi tí tách Lý vụ ra ngoài làm việc còn chưa trở về Thế nên thẩm châu hy không khỏi thở dài Thị nương ngồi trên trường kỳ gà gật, lập tức tỉnh lại, thấy thẩm châu hy còn ghé vào cửa sổ. Ánh mắt nhìn ra phía cửa lớn thì lập tức nói, Phu nhân, không bằng ngài về ngủ trước đi, đại nhân tới Văn Châu nên đêm nay không chắc đã trở về được đâu. Thị nương nói không phải không có lý, vì thế thẩm châu hy thất vọng mà rời khỏi cửa sổ. Nàng rửa mặt thay quần áo xong thì nằm lên cái giường quá mức rộng rãi, sau đó nói với thị nương ngủ ở giường La Hán cách đó một khoảng. Đáng tiếc Cây mẫu đơn màu xanh lá của ta sắp nở mai hắn mới về thì sợ là không nhìn thấy Không thấy cái gì Một giọng nói quen thuộc vang lên Thế là thẩm trao hy lập tức Trợn mắt ngồi dậy Lý vụ cả người cao lớn Thần khoang áo giáp mỏng đi vào phòng ngủ Hai tay hắn mang theo hộp đồ ăn Còn có hai cái gói giấy dầu treo trên cánh tay Hắn đi đến trước bàn tròn đặt đồ xuống Thị nương rất hiểu chuyện Nên lập tức rời khỏi nhà chính Thẩm Châu Hy đứng dậy xuống giường và định đón lấy áo giáp của hắn, nhưng Lý Vụ nhẹ nhàng ngăn nàng lại. Không cần, nặng lắm. Hắn tiện tay vắt áo lên bình phong, sau đó ngồi xuống rót một chén trà uống một hơi giống như đã khát thật lâu. Lông đứng gần, nàng ngửi được mùi rượu trên người hắn. Người uống rượu sao? Có cần để phòng bếp mang chút đồ ăn lót bụng tới không? Thẩm Châu Hy lo lắng hỏi. Không uống nhiều lắm, nàng đã ăn chưa? Thẩm Châu Hy vừa định nói cơm chiều vẫn còn ở trong bụng, nhưng không biết sao, nàng chợt có ý tưởng khác nên nói. Ăn rồi, nhưng hiện tại vẫn còn hơi đói. Vừa lúc ta có mang đồ ăn về đây, cùng nhau ăn chút rồi đi ngủ. Lý Vũ liên tiếp mở hộp ra để lộ đống điểm tâm tinh xảo trong đó, để ta cho người đi hâm nóng. Thẩm Châu Hy còn chưa dứt lời, thì thị nương đã chạy chậm vào cầm hộp đồ ăn đi. Động tay động chân, không biết gõ cửa sao, Lý Vũ sụ mặt, nếu bên trong không tiện thì làm sao bây giờ? Nô tỳ đã nghiêm túc nghe ngóng, rất tiện nhé. Thị nương không phục mà phản bác, hiện tại nô tỳ đi đây, hai người có gì không tiện thì nhanh làm đi. Nói hiu nói vượn, mau đi đi. Thẩm Châu Hy đỏ mặt vội thốc rụng còn cái này là cái gì mà lông vịt vàng, người cầm lấy, pha một bình mang tới. Lý Vũ vội vàng đẩy trà tới, thị nương đã cầm đầy hai tay nhưng vẫn ôm gói trà kia vào ngực và hấp tấp chạy đi đều do nàng chiều quá rồi lý vụ nói nàng ấy còn nhỏ tuổi người sau so đó làm gì vậy ta sau so đó với nàng lý vụ dán tới cánh tay dài ôm cả người nàng vào lòng Thầm dương ngốc nàng có nhớ lão tử không thẩm châu hy vội rời tầm mắt mặn đỏ tay hồng nói Kh không không biết không biết lý vụ nhớ mày cáu ta mệt người mệt cái gì ta nhớ nàng nên mệt Lý Vũ nắm tay nàng áp lên mặt hắn mà xoa xoa, tìm Thẩm châu hy đập như trống, tay cũng nóng rực. Nàng nóng lòng muốn thoát khỏi cái ôm của hắn, nhưng tên kia lại quặp chặt hai chân, không cho nàng có cơ hội nào để chạy thoát. Mẫu phi trên bầu trời ơi, nàng, nàng, không ai đã dạy nàng trong tình huống này thì phải tự xử thế nào. Vì giờ đi lực chú ý và khiến tim mình bình tĩnh lại, thế nên thẩm châu hy thuận miệng tìm một chủ đề. Quân nghị thì nói cái gì? Vô nghĩa, toàn con mẹ nó thứ vô nghĩa. Lý vụ nhíu chặt mày. Về tranh xem ai có tiếng nói trong liên quân, mà bọn họ chỉ kém chưa đánh nhau thôi đấy. Quân đội như thế thì có thể thành công mới là lạ. Lý vụ còn chưa nói rất lời, đã thấy biểu tình bất an của thẩm châu Hy và vội bổ sung. Liên quân vừa mới thành lập, có xung đột là bình thường. Chờ triều đình phái đại tướng quân tới thì mọi người sẽ hết hy vọng, cũng sẽ an phận. Thế đại tướng quân triều đình phái tới là ai? Thầm Châu hy hiếu kỳ hỏi Hiện tại còn chưa biết Nghe nói là cận thần nào đó bên cạnh nguyên lòng đế Lý vụ lắc đầu nói Dù sao cũng chẳng liên quan gì tới lão tử Điểm tâm được hâm nóng bâng lên Thị nương cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình Nàng ấy vừa làm mặt quỷ với thầm châu hy Vừa buông chén bát Và lập tức chạy ra khỏi phòng Bộ dạng vô cùng lo lắng Như sau lưng có con vịt đang mổ mông vậy Chương 171 Nàng mau thử trà lông vịt vàng này xem nhất định nàng sẽ rất thích. Lý Vũ hưng phấn nói, Thẩm Châu Hy đã đọc cuốn trà kinh, cũng uống trăm loại trà, nhưng chưa bao giờ nghe thấy trà nào tên là lông vịt vàng. Nàng mở nắp chén trà thấy hơi nước lượn lờ bay ra, nước trà có màu xanh trong hơi vàng, lá trà trôi nổi mang màu vàng lẫn màu xanh, hương trà tỏa khắp trong phòng, tươi mát như lan, kéo dài thật lâu. Thẩm Châu Hy kinh ngạc hỏi, đây không phải là Hoàng Sơn Mao no Phong sao? Ai mà thèm quan tâm nó là hoàng sơn mau phong hay lông vịt vàng gì Uống ngon là được Nàng nếm thử xem Lý vụ mang vẻ mặt chờ mong mà nhìn nàng Thẩm châu hy bưng chén trà lên Thổi nhẹ hai cái rồi nhấp một ngụm Thế nào? Lý vụ hỏi Hoàng sơn mau phong thì thẩm châu hy đã uống không ít Cũng không phải cực phẩm gì Một chén trà này còn chưa lọt được vào mắt nàng Nhưng chỉ cần nghĩ tới Lý vụ ngàn dặm xa xôi mang trà về cho nàng Thế là mùi vị của nó lập tức Ngọt lành hơn bất kỳ trà nào Nàng đã uống trước kia thật là ngon nàng khẳng định mà gật đầu lão tử biết ngay nàng sẽ thích lý vụ lập tức đắc ý hắn gắp một đũa bánh đậu đút cho nàng nói nàng nếm thử xem thẩm châu hy muốn cầm lấy đũa tự ăn nhưng bị hắn tránh đi há miệng hắn nói thẩm châu hy đỏ mặt hai môi hé ra thật nhỏ lý vụ để sắt miếng bánh đậu đỏ thơm ngọt bên miệng nàng lúc nàng vừa há miệng định cắn thì hắn bỗng rụt tay về vẻ mặt là nụ cười xấu xa vì thực hiện được ý đồ lần đầu tiên bị người ta trêu đùa như thế nên thẩm châu hy trận mắt nhìn hắn tới 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 không đùa nữa lấy vụ lại gắp bánh đưa tới gần nàng thẩm châu hy bán tín bán nghi mà há miệng nhưng lại không cắn được cái bánh đậu đỏ cứ thế chui vào miệng lý vụ tên giám thối kia còn đắc ý rào rạt mà chẹp chẹp miệng trêu đùa nàng ta không ăn nữa thẩm châu hy cả giận nói nàng cầm lấy đũa tự mình gắp một miếng bánh vừng bỏ vào miệng còn không phải là bánh đậu đỏ thôi sao có gì đặc biệt hơn người chứ nàng không bao giờ tin tưởng lý dám thối nữa <laughs> ta thật sự không đùa nữa tới mau tới há miệng lý vụ lại nói người tránh ra thẩm châu hy hầm hừ một ánh mắt cũng không cho hắn không đi không đi nàng mau ăn cái này cái này thật sự ăn ngon lão tử chỉ trên trời thề chứ không hề nói đùa bánh đậu đỏ lại đưa tới trước mặt nàng thẩm châu hy coi như không thấy nhưng nó vẫn chấp nhất ngừng giữa không trung Nàng liếc ánh mắt đã nguôi giận một nửa về phía Lý Vũ, kẻ kia thì cho nàng một ánh mắt chân thành. Nàng nhìn về phía bánh đậu đỏ ở trước mắt, quan sát mọi đường lui của nó, sau đó mới cẩn thận hé miệng. Còn không kịp cắn thì miếng bánh đã được đũa đưa vào miệng nàng, đậu đỏ thơm ngọt tan trong miệng, mà đũa Lý Vũ đã dùng cũng ở trong miệng nàng. Nàng vốn thích sạch sẽ, nhưng giờ phút này lại không hề phản cảm chút nào, chỉ có trái tim đập hỗn loạn trong lồng ngực bang bang cường điệu sự tồn tại của nó. Thế nào, ăn ngon không? Thẩm Châu Hy mơ hồ nói Ừ, còn tạm Tới phiên nàng Tới phiên ta làm gì? Thẩm Châu Hy ngờ ngác ngẩng đầu Lý vụ đúng lý hợp tình nói Đến lượt nàng đốt cho ta Ngươi Thẩm Châu Hy nghẹn họng nhìn chằm chằm hắn Vì sao ta phải đốt cho ngươi Ta có bảo ngươi đốt cho ta ăn đâu Ta mà kệ Lý vụ bỏ đũa xuống bộ dạng cực kỳ vô lại Dù sao ta cũng đã đốt cho nàng nếu nàng không đút cho lão tử thì lão tử sẽ không ăn L làm gì ở đâu ra lại có người không nói đạo lý thế này à lý vụ đã há mồm chờ được đút thế là thẩm châu hy đành phải ngó trái ngó phải chọn một cái xíu mại thịt cua nhét vào miệng hắn xíu mại thuận lợi đút vào miệng hắn rồi lý vụ vừa nhai vừa kinh ngạc nói ta còn tưởng nàng sẽ chọc ta hai lần cơ đấy ta mới lười không thèm chọc ngươi suốt đêm người di chuyển đã đủ mệt mỏi nên ta không muốn tính toán chi ly với ngươi. Giọng điệu nàng tức giận, nhưng nói ra lại khiến Lý Vũ cảm động. Trong bụng tể tướng dương ngốc của chúng ta có thể đẩy thuyền, rộng lượng lắm, nên đương nhiên sẽ không so đo với ta rồi. Hắn nhìn Thẩm châu Hy, bức thức ăn trong miệng xuống, rồi mang theo giọng ôn nhu hỏi. Ngày nay nàng làm gì? Thật vất vả mới có một khán giả mới, nên Thẩm châu Hy lập tức kể hết lịch trình ngày hôm nay của mình cho hắn giữa trưa ăn thịt dê hầm củ cải buổi chiều thay chậu cho đám hoa cúc cây mẫu đơn xanh ở trong vườn nở rồi nên ta gọi toàn bộ hạ nhân tới thưởng thức cúc sau đó trời mưa ta mấy ngày nay nàng không ra cửa lý vũ đánh gãy lời nàng sao lại không ra ngoài mỗi ngày ta đều đi ra ngoài đó thẩm châu hy theo bản năng tránh tầm mắt của hắn nàng đi đâu thì đi dạo trên đường tới ngoại ô leo núi còn mua gà nướng mua giò heo kho vậy sao nàng không nói với ta hồ nhất thủ mở sòng bạc ở trên phố của nhà chúng ta ta chưa kịp nói thẩm châu hy lý vũ trầm mặt hỏi sòng bạc của hồ nhất thủ mở cách đây hai mươi mấy con phố nàng định nói cái gì thẩm châu hy vốn không phải người giỏi nói dối lý vũ vừa nói thế nàng đã nghẹn họng không trả lời được vì sao nàng không ra khỏi cửa lý vũ hỏi ta um, ta thấy không thoải mái nên không muốn ra cửa ngươi hỏi nhiều như thế làm gì nếu nàng không nói thì ta sẽ đi hỏi người khác lý vụ quay đầu nói thì thẩm châu hy vội vàng túm lấy tay hắn lý vụ ngừng lời mắt yên lặng nhìn nàng thẩm châu hy không có cách nào đành phải do dự nói ta sợ sợ cái gì sợ bị người ta nhận ra sau khi nói ra sợ hãi khắc ở trong lòng thẩm châu hy lại cảm thấy nhẹ nhõm nàng ngẩng đầu nhìn lý vụ thần sắc nghiêm túc mà thuyết phục hắn hiện giờ người đã là chi phủ một châu người tiếp xúc cũng khác trước kia nhiều thôn dân của ngư đầu trấn có lẽ không nhận ra ta nhưng quan lại các cấp lại có khả năng phát hiện ta không thể liên lụy ngươi ta nghĩ nghĩ mãi mới cảm thấy ít ra cửa thì sẽ tốt hơn thần sắc trên mặt lý vụ càng ngưng trọng hơn thì nàng càng làm ra vẻ nhẹ nhàng thẩm châu hy liều mạng diễn kịch muốn để hắn tin tưởng đóng cửa không ra ngoài đối với nàng cũng không ảnh hưởng gì Ngày thường muốn mua cái gì thì để nha hoàn đi mua, dù sao ta cũng đỡ phải đi lại, như vậy cũng không có gì không tốt. Lý vụ vẫn không nhúc nhích mà nhìn nàng, sau một lúc hắn mới mở miệng nói, vì sao nàng không thương lượng với ta? Người đã có rất nhiều chuyện phải nhọc lòng rồi, chút chuyện nhỏ này ta tự mình có thể. Thẩm Châu Hy còn chưa dứt lời, Lý vụ đã cầm tay nàng đứng lại nói, thay quần áo. Muốn đi đâu? Thẩm Châu Hy kinh ngạc hỏi, nàng cứ thay là được. Lý vụ không giải thích mà để nàng thay quần áo Thế là thẩm châu Hy đành phải lấy Một bộ mộ quần áo chuẩn bị cho ngày mai ra mặc trước Chờ nàng đi ra từ sau bình phong Lý vụ đã dặn hạ nhân chuẩn bị xong xe ngựa Thẩm châu Hy vừa muốn gọi người lấy ô che mưa Thì đã bị lý vụ bế lên sau đó Hắn xảy bước đi ra ngoài Đêm khuya tĩnh lặng Thẩm châu Hy không dám hô hét Nàng không tự chủ được ôm lấy cổ lý vụ Vùi mặt vào cổ áo hắn tránh mưa phùn Mưa đêm lạnh lẽo nhưng nàng lại không cảm nhận được chút hơi lạnh nào Nhiệt độ cơ thể lý vụ cuồn cuộn chuyển tới Thẩm Châu Hy lặng lẽ duỗi tay Che trên đầu cho mưa không xối tới hắn Lý vụ nhìn nàng một cái Sau đó nhếch miệng lộ tươi cười Động tác nhỏ bị người ta phát hiện Thế là nàng cắn môi Lại vùi mặt vào cổ áo hắn Lý vụ ôm nàng vào thùng xe Còn mình thì ngồi bên ngoài Để xa phụ ở lại vào vùng giỏi quát Còn ngựa lập tức chạy Xe ngựa dần tăng tốc về phía trước Cửa xe mở ra thẩm châu hy ôm đệm mềm ngồi trong xe hiếu kỳ hỏi chúng ta đang đi đâu thế lý vụ ngồi phía trước vừa đánh xe vừa mang thần sắc nhẹ nhàng tàn mạn đáp không biết không biết lý vụ ném dây cương và chui vào thùng xe nói ngựa đi chỗ nào thì là chỗ ấy thẩm châu hy trợn mắt không thể tin được mà nhìn hắn ban ngày nàng không dám ra ngoài thì buổi tối hẳn không có vấn đề gì chứ lý vụ đẩy cửa sổ xe khép hờ bàn tay thò ra hứng mưa nói xem đi đây là tương châu mà chồng nàng đánh thắng cho nàng đó xe ngựa không có người điều khiển nên con ngựa đi theo ý thích mưa đêm ở tương châu khiến mọi âm thanh đều lắng xuống chỉ có tiếng vó ngựa và tiếng bánh xe cùng tấu vang lên trong màn mưa thẩm châu hy trở về tương châu mấy ngày mới lần đầu ra khỏi cửa nàng nói không muốn ra cửa nhưng lại không cầm lòng được mà dựa vào cửa sổ ngay ngốc nhìn trời đất mênh mang bên ngoài một khi được chứng kiến sự bao la hùng vĩ của trời đất thì con chim sẽ thấy Thống khổ chưa từng có khi phải quay lại nhà giam. Thẩm Châu Hy cũng thế. Trước kia nàng cô độc sống một mình trong nhiều năm nhưng chưa bao giờ thấy gian nan. Nay chỉ nhốt mình mấy ngày, nàng đã cảm thấy dày vò cực kỳ. Vì lý vụ nàng nguyện chịu dày vò. Lúc này 16 tiết độ sứ đã có một nửa thấy mặt nàng. Trong đám quan lại địa phương cũng có không ít người từng gặp nàng trong cung yến. Lý vụ này đã khác xưa. Nàng ở ngư đầu chấn thì có thể yên tâm kết giao với đám tùy nhụy. Nhưng tới Tương Châu rồi, nàng lại không dám giao tiếp với đám phu nhân quan lại. Nàng không thể biết có ai trong đó đã từng nhìn thấy Việt Quốc Công Chúa hay chưa. Nếu nàng xảy ra chuyện thì thôi, nhưng nếu liên lụy ba anh em lý vụ thì... Nàng tình nguyện giam lòng chính mình trong nhà, cũng không muốn bọn họ có chuyện gì. Lúc nàng ngây ngốc nhìn ra ngoài cửa, thì lý vụ nhích gần lại từ phía sau, ngực hắn dán lên lưng nàng, tiếng trái tim hắn nghe rõ trong đêm vắng. Lý vụ nói, sẽ có một ngày, Ta để nàng đường đường chính chính xuất hiện trước mặt mọi người. Công chúa chạy trốn của một nước thì sợ là vĩnh viễn cũng chẳng có cơ hội xuất hiện dưới ánh mặt trời. Thẩm Châu Hy bi quan nghĩ thế, nhưng lời lý vụ hứa hẹn lại cho nàng một loại dũng khí khác. Thứ này chính là sự ủng hộ khiến nàng cảm thấy mỹ mãn dù không được xuất hiện dưới ánh mặt trời. Vì lý vụ, nàng cam tâm tình nguyện đi dưới ánh trăng. Nàng từng dầm mưa chưa? Lý vụ bỗng nhiên hỏi. Thẩm Châu Hy sửng sốt. Chưa, vừa dứt lời lý vũ đã kéo tay nàng chẳng lẽ hắn muốn lý vũ kéo ngựa và dừng xe sau đó hắn nhảy xuống và xoay người vươn tay với nàng sau một lát do dự nàng nhào vào lòng hắn còn hắn thì vững vàng đón được nàng chúng ta muốn làm á à? lời còn chưa dứt nàng đã thân mất do kỳ mà bắt đầu chạy lý vũ nắm tay nàng chạy nhanh về phía trước mười ngón tay đan nhau nàng chỉ có thể sách váy ra sức đuổi theo hắn gió đêm mang theo mưa phùn quất vào mặt váy nàng vật vật bay trong gió. Từ nhỏ Thẩm Châu Hy đã được dạy dỗ, ăn không nói, ngủ không nói, nếu bàn ghế không ngay ngắn sẽ không ngồi, đừng nói dầm mưa hay chạy như bay, dù đi nhanh một chút khiến đổ trang sức leng keng, nàng cũng sẽ bị mẫu phi dùng thước đánh tay. Nhưng lúc này đây, Lý Vụ lại mang nàng chạy trong màn mưa, hắn lặn lội đường xa, chạy cả đêm về chỉ mang cho nàng điểm tâm và hoàng sơn mao phong mà hắn cho là chân quý. Hắn đối xử với nàng quá tốt, Đến độ nàng vừa mới bắt đầu báo đáp thì hắn đã đối xử với nàng tốt gấp đôi. Nàng vĩnh viễn không trả đủ, cũng không muốn trả hết. Nàng muốn kéo dài hưởng thụ sự ôn nhu của người này, cũng muốn dốc hết sức mà đối xử tốt với hắn. Nếu hắn hái sao trời cho nàng thì nàng cũng muốn gỡ ánh trăng xuống cho hắn. Nàng không muốn, nhưng vẫn không có cách nào kiềm chế lòng mình. Vì hắn mà vui, vì hắn mà yêu tư, vì hắn tự giam mình trong lòng nhỏ, vì hắn mà động thầm hết lần này tới lần khác. Nàng là cam tâm tình nguyện, mưa phùn như sương như khói răng mắc thành tấm vượng mỏng phủ lên thế giới vốn ồn ào nhộn nhịp ban ngày đường phố này trống trải mưa thu mềm mại mọi phiền não yêu sầu đều cách nàng thật xa đối với nàng trời đất vốn quá rộng lớn lại ương ngạnh cao ngạo nhưng đêm nay nó đột nhiên an tĩnh thuần phục dưới chân nàng nàng chưa bao giờ cảm thấy tự do tới thế nước mắt bất giác rơi xuống nàng hoảng loạn lau đi nhưng chân vẫn không chậm lại lý vụ dừng bước xoay người đi tới trước mặt nàng rồi kéo tay nàng xuống và dùng ngón cái của mình lau nước mắt cho nàng mưa phùn liên miên đậu trên tóc hắn sợi tóc đen nhánh phủ một tầng hạt châu lấp lánh thẩm châu hy quên cả nước mắt mà nhón chân vươn tay che mưa cho người này sao lại khóc rồi lý vụ yên lặng nhìn nàng và hỏi chưa từng có ai đối xử với ta tốt như vậy thẩm châu hy nức nở nói cũng chưa từng có ai đối với ta tốt như vậy lý vụ kéo hai cánh tay đang nỗ lực duỗi thẳng để che trên đầu hắn xuống và nắm chặt nước mắt và nước mưa cọ qua khuôn mặt hồn nhiên xinh đẹp kia so với thủy tinh trong suốt nhất nó còn động lòng người hơn nàng là viên minh châu trời xanh đánh rơi hiện tại bị hắn nắm trong tay lý vụ cúi đầu chậm rãi tiến tới gần viên minh châu của hắn mưa lất phất thành một tấm lưới bạc bao lấy hai người nàng vẫn không nhúc nhích ngơ ngẩn mà nhìn gương mặt càng ngày càng gần kia Hắn an tĩnh và thong thả, dùng hành động nói với nàng, nàng có thể cự tuyệt. Hơi nước mờ mịt trong đêm tối, không biết là nước mắt hay nước mưa chảy xuống mặt nàng, nàng nhìn Lý Vũ càng ngày càng gần thì chậm rãi nhắm hàng mi dài lại. Dưới bầu trời an tĩnh, ôn nhu tỏa ra ánh sáng nhạt, Lý Vũ cũng nhắm mắt và hôn lên đôi môi hắn tha thiết mơ ước. Chương 172. Ngoài cửa sổ mưa thu liên miên, trong nhà lại ấm áp như mùa xuân Mồn chậu than đốt cháy được đặt ở góc phòng lặng yên tỏa hơi ấm cành gừng vẫn nóng hồi trong bụng thẩm châu hy an tĩnh ngồi trước gương Lý vụ đứng phía sau tay cầm một cây lược gỗ trải mái tóc nửa ướt cho nàng chờ sau này có cơ hội chúng ta lại thành thân một lần nữa ta phải cho nàng hôn lễ long trọng nhất như hiện tại là đủ rồi thẩm châu hy không dám nhìn thẳng mắt hắn mà xoắn bạn ngón tay mình nhỏ giọng nói không đủ, nữ nhân của lão tử phải được dùng đồ tốt nhất, hồn lễ cũng thế. Lần đầu tiên Lý Vũ chải tóc cho nữ nhân nên động tác vụng về, vài lần kéo tóc nàng, nhưng Thẩm Châu Hy không phá hứng thú của hắn mà chịu đựng không nói gì. Sau khi giúp nàng chải tóc xong, Lý Vũ hứng thú bừng bừng chọn trong hộp gương lực của nàng một sợi dây cột tóc vàng nhạt rồi vụng về cài lên tóc nàng. Giống vịt, hắn vừa lòng gật đầu, không tồi. Thẩm Châu Hy không nhịn được bật cười, Nàng cũng là một chiếc áo choàng có hoa văn vịt đi Theo con vịt lên đó Cùng ta có đôi có cặp Lý vụ tâm huyết dâng trào mà nói Kẹp tóc thì nàng có thể nhẫn Chứ làm áo choàng hoa văn vịt thì Thẩm Châu hy hoảng sợ mà từ chối ngay Không được Lý vụ mang vẻ mặt tiếc nuối Sau khi giở mặt thay quần áo thì phải đi ngủ Nghĩ đến chuyện nằm chung giường với Lý vụ Là thẩm Châu hy đã thấy tim như nảy lên cổ Việc này vô cùng quen thuộc nàng khẩn trương đến độ tay chân cứng đờ lúc lên giường nàng còn tí thì ngã oanh xuống đất lý vũ tắt ngọn nến trên bàn sau đó lên giường bên cạnh vừa lún xuống thì cả người thẩm châu hy đã ngây ra sau đó sau đó nên làm gì đây cuốn sách tranh ma ma giao cho nàng nhưng lại bị nàng ném vào một góc kìa không biết vẽ cái gì trên đó nhỉ trong bóng đêm sợ hãi vượt qua lý trí khiến thân thể nàng không nhịn được run lên nàng có lạnh không lý vũ hỏi Thẩm Châu Hy muốn nói chuyện, lại phát hiện cổ mình như dính lại, phải mất sức toàn thân, vật vả lắm mới có thể lắc đầu. Lý vụ dịch góc chăn cho nàng, sau đó cách chăn ôm cả người nàng vào lòng, hơi thở nam tính ập vào mặt. Nàng gần như quên mất người đang ôm mình là Lý vụ, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, có nam nhân đang ôm nàng. Sợ hãi sắp leo lên đỉnh điểm, tin giọng nói quen thuộc khiến người ta an tâm của Lý vụ vang lên từ trên đỉnh đầu. Ngủ đi, trước đại hôn ta sẽ không làm gì cả thẩm châu hy lập tức thả lỏng cả người không còn cứng đờ nữa lý vụ sột soạt trong bóng đêm một lúc mới cởi một vật trên người xuống và cột lên cổ nàng nàng rỗi tay sờ và phát hiện đó là khối ngọc hắn vẫn luôn mang bên người đây là thứ ta mang trên người từ nhỏ nàng cầm lấy sau này để lại cho con chúng ta một từ con chúng ta khiến mặt thẩm châu hy đỏ ửng lên nàng cảm thấy may mắn vì đèn đã tắt và lý vụ không nhìn thấy gương mặt nóng bằng của nàng được nàng nhét khối ngọc còn đang mang nhiệt độ cơ thể của hắn vào trong cổ áo và quyết định sau này tắm rửa cũng sẽ không cởi ra rõ ràng đã bảo nàng ngủ nhưng lý vụ vẫn rất hưng phấn an tĩnh được một lúc hắn lại mở miệng nàng gọi một tiếng tướng công xem nào chàng mau ngủ đi thảm cho hy xấu hổ đến không sao chịu được không được phải gọi tướng công thì ta mới ngủ lý vụ nghiêng người ánh mắt sáng quắc nhìn nàng Thẩm Châu Hy không chịu nổi đôi mắt đen bóng của hắn trong đêm, nên vội nhắm mắt, dùng quyết tâm của tráng sĩ ra xa trường mà nói nhanh. tưởng công! Đường tử thật ngoan. Lý vụ cười hê hê, lại nâng cằm nàng lên hồn một cái vang rồi. Màn Thẩm Châu Hy xấu hổ đến đỏ bưng, trong đêm tối cũng nhìn thấy được. Đôi mắt hạnh vô tội ướt át, nhìn Lý vụ khiến lòng hắn bốc hỏa. Hắn không dám tiếp tục nhìn, mà duỗi tay che đôi mắt hắn ngày đêm mong nhớ lại và nhẹ giọng nói. Ngủ đi dưa ngốc cơn buồn ngủ dần tràn tới lòng bàn tay lý vụ ấm áp đè trên mí mắt nên trong lúc bất chi bất giác nàng đã rơi vào mộng đẹp thơm ngọt trong mộng nàng và lý vụ hóa thân thành một đôi vịt vàng đầy đặn khi mặt trời mọc bọn họ bơi vòng quanh hồ lúc mặt trời lặn bọn họ rút dưới lá sen mà ngủ lý vụ dùng lông vịt của chính mình làm cho nàng một ổ vịt ấm áp nàng ở trong đó ấp ra một đống vịt con lông xù xù mỗi con đều cà cạc, cạc đánh rắm giống y hệt trà tụi nó vịt con thẩm châu hy lẩm bẩm nói phu nhân muốn ăn thịt vịt sao giọng thị nương khiến nàng quay về hiện thực thẩm châu hy vừa mở mắt đã thấy thị nương tò mò ngồi trên giường la hán nhìn mình phu nhân muốn ăn vịt hầm hay nướng hay là rán nô tỳ lập tức dặn dò hạ nhân đi làm không trong khoảng thời gian này trong phủ đừng ăn vịt gì hết thẩm châu hy xoa đôi mắt ngồi dậy hỏi lý vụ đâu rồi đại nhân đi điểm danh rồi ạ thị nương nhanh chóng đáp Nàng ấy và Thẩm Châu Hy giống nhau ở chỗ, không quen nói dối trước mặt người khác. Thế nên lúc này, ánh mắt nàng ấy trốn tránh, tay chân luống cuống, vừa nhìn đã biết không phải là nói thật. Thẩm Châu Hy trầm mặt hỏi, Thị Nương, ngươi còn không nói thật với ta ư? Rốt cuộc lý vụ đi đâu rồi? Thẩm Châu Hy làm công chúa mười mấy năm, vì nghiêm kia quả thực nàng cũng học được vài phần. Lúc nàng nghiêm mặt thì Thị Nương lập tức đầu hàng. Đại, đại, đại nhân đi ra ngoài thành, sáng sớm đã có người tới thông báo, Trấn Xuyên tiết độ sứ muốn tặng người Thị nương ấp á ấp ống mà nói Thỉnh thoảng lại nhìn lén sắc mặt thẩm châu hy Hình, hình như là trên đường Trấn Xuyên tiết độ sứ về thương châu Có cứu được một nữ tử tự xưng là vợ của đại nhân Thế nên ông ta bèn bèn, bèn đưa tới chỗ này Vợ của Lý Vũ Lòng thẩm châu hy nhảy dựng lên Nàng đã đoán được nữ tử Trấn Xuyên tiết độ sứ cứu được là ai rồi trong quân doanh dựng tạm ngoài thành Tương Châu không khí ngưng động, một nữ tử cúi đầu hành lễ sau khi nàng ta đứng dậy lý khác nhìn lý vụ ngồi một bên nói lý Trì phủ ngươi nhìn xem người này là vợ ngươi sao hai mắt vương thi vịnh rưng rưng nhu nhược đáng thương mà nhìn về phía lý vụ nhưng đáp lại nàng ta chỉ là một tiếng nôn khan vang dội lý vụ đấm đấm cái bụng đầy ghê tởm mặn chán ghét nói người là cái thứ chó má gì cũng dám xưng là nữ nhân của lão tử lý vụ Ta là người vợ được kiệu tám người nâng qua cửa của ngươi, sao ngươi có thể tuyệt tình như thế? Vương Thi Vịnh rơi nước mắt, phối hợp với thân hình gầy gò kia, thì có thể nói là hoa lề đái vũ, nhìn thấy mà thương. Đúng là đánh rắm. Lý Vũ không chút khách khí nói, ai nâng kiệu cho ngươi thì để kẻ đó đi mà cưới, dù sao cũng không phải lão tử nâng. Nếu lúc trước biết cứu người phiền phức như thế, thì ta đã để ngươi làm vợ đám thổ vì trong núi đi cho xong, đỡ phải khó chịu như dẫm phân gà, lão cũng không sạch. Người, người nhưng người đã đồng ý với cha ta là sẽ chăm sóc tốt cho ta. Vương Thi Vịnh khóc giọng nói, lão tử chưa từng nói thế. Lý Vụ mang vẻ mặt bằng phẳng nói, để cha ngươi ra làm chứng đi. Vương Thi Vịnh cứng lại, sau đó khóc giống lên. Cha ta, cha ta đã không còn nữa. Ê, ê, đừng khóc. Ánh mắt Vương Thi Vịnh sáng lên, trong lòng sinh ra hy vọng. Dù sao cha ngươi sớm hay muộn cũng đều phải chết. Vương Thi Vịnh giật mình đứng tại chỗ ngơ ngác nhìn hắn. Cha người không chết thì lão tử cũng sẽ khiến lão phải chết. Lúc trước lão bức ta bỏ vợ cưới người. để tình lão ta đã chết cho nên ta mới không so đó tiếp. Nhưng nếu như ngươi còn dám lắc lư trước mặt ta và vợ ta. Thì lão tử không ngại khiến người phải trả nợ thay cho cha mình đâu. Vương Thi Vịnh thấy thái độ của hắn kiên quyết thì rưng rưng nước mắt. Nhìn về phía Lý khác. Lý đại nhân. Một nữ nhân không nhà không chỗ dựa và thủ hạ giới trướng phải chọn ai bỏ ai, Lý khác vẫn hiểu được. Nếu Lý Trì Phủ đã nói như thế thì ngươi cũng nên hết hy vọng đi. Dưa hái xanh không ngọt, các người tự ân nhân biến thành kẻ thù chính là vì cha ngươi hiếu thắng mà gây ra, không phải hay sao? Vương Thi Vịnh không nói gì, chỉ cúi đầu khóc thút thít. Ta nghe nói ngày đó, người mang không ít đồ từ từ châu đi. Lý Kháp tự nhận công bằng nên quay sang nói. Vương cô nương hiện giờ đã không nơi để về, không bằng người... Được, ngày đó cha ngươi cho vợ ta lộ phí thì giờ ta cũng cho ngươi một phần lộ phí lý vụ sảng khoái nói hắn cởi túi tiền bên hồng xuống lấy ngân phiếu và nén bạc ra sau đó nhặt tiền đồng trong đó đặt vào một bên rồi lại cất ngân phiếu và nén bạc lại tất cả mọi người đều cho rằng hắn muốn đưa túi tiền cho vương thi vịnh ai biết hắn lại đẩy đống tiền đồng kia ra dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người hắn đúng lý hợp tình nói không nhà để về thì có gì ghê gớm lão tử cũng là cô nhi đây Lý Kháp trầm mặc một lát mới nói với Vương Thi Vịnh. Lễ nhẹ ý trọng, ngươi nhận lấy tâm ý của Lý Tri Phủ. Một lát nữa ta lại thêm cho người một ít, người mau thu dọn hành trang, ta sẽ phái người đưa ngươi đến cậy nhờ thân thích. Nhưng Thi Vịnh đã không có thân thích, có thể đến nhờ cậy. Vương Thi Vịnh lại dơ lệ nói. Thật vậy chăng? Cha ngươi còn khoe với ta là vương gia các người quan hệ thông gia với khắp thiên hạ, hóa ra đều là khoác lác à? Vương Thi Vịnh lại khóc giống lên. Được rồi, được rồi. Lý Kháp đau đầu nói. Người cũng nói ít vài câu thôi. Dù sao cũng là cô nương. Cô nương thì làm sao? Chỉ có nàng ta mới biết khóc à? Lý Vũ chán ghét nhìn Vương Thi Vịnh đang khóc thút thít. Vợ ta còn biết khóc hơn người nữa. Lý Kháp cực kỳ đau đầu. Tay vung lên để người dẫn Vương Thi Vịnh xuống rồi nói. Chuyện Vương Cô Nương về sau lại nói. Lần này ta tới tìm ngươi chủ yếu là vì chuyện của Liên Quân. Nói đến chính sự thì Lý Phụ cũng biết mình không thể tiếp tục giữ thái độ vui đùa. Hắn nghiêm túc nói, triều đình đã phái đại tướng quân tới rồi sao? Chưa, nhưng cũng sắp rồi. Hiện tại Liên Quân vẫn đặt căn cứ ở Vân Châu. Để tiện điều hành thì trong quân nghỉ sáng nay, Liên Quân đã quyết định sẽ đổi địa điểm hội họp sang Bình Nguyên Bạch Linh bên ngoài Tương Châu. Đến lúc đó, binh lực của các tiết độ sư sẽ tập kết ở đó. Người phải làm tốt công tác phòng ngự cho Dương Châu. Địa điểm hội họp bị đổi, từ Vân Châu là nơi gần kinh đô và các vùng lân cận thành Bình Nguyên Bạch Linh ngoài thành Tương Châu, không biết xuất phát từ việc liên quân tham sống sợ chết hay lý khác muốn nắm chặt liên quân nên mới muốn khống chế đám người này trong địa phận trấn xuyên quân quản lý, nhưng mặc kệ như thế nào thì cũng không phải, vì Bình Nguyên kia thích hợp làm đại bản doanh của liên quân. Đội quân 10 vạn tập kết ở ngoài thành Tương Châu, khẳng định sẽ tạo ra một loạt vấn đề trị an. Cho nên Lý Kháp mới cố ý tới thăm và dặn dò Chờ hai người đi ra khỏi lều trại Thì mặt trời đã cao ba sao Lý Kháp nói vài câu khách sáo Sau đó mang theo người của mình đi Không biết Vương Thị Vịnh nói cái gì với ông ta Mà lúc Lý Kháp đi cũng mang theo nàng ta Lý Vũ không để bụng Vương Thị Vịnh đi đâu Chỉ cần không dán lên đế giày của hắn là được Còn nàng ta đi đâu thì mặc kệ Lúc hắn về phủ Thì Thẩm Châu khi đang yêu sầu ngồi ở hành lang nơi hậu viện vừa thấy bóng hắn nàng đã lập tức đứng lên vừa thấy bộ dạng nàng muốn nói lại thôi là lý vũ đã viết suy nghĩ của nàng không có việc gì Đống phần gà kia bị lý khác mang đi rồi đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong thẩm châu hy và lý vũ ngồi xuống lúc này lý vũ mới kể lại ngắn gọn chuyện buổi sáng cho nàng nghe nàng ta cứ như vậy từ bỏ sao thẩm châu hy lo lắng không buông tay thì còn có thể như thế nào lý vũ nhướng mày đừng nói cha nàng ta đã chết cho dù lão có còn sống thì lão tử cũng có thể khiến lão lại chết một lần lý vũ giờ đã là chi phủ một châu dù vương văn trung còn tại thế cũng chẳng làm gì được hắn lúc này thẩm châu hy mới yên lòng sau khi bỏ qua đề tài này nàng bỗng nghĩ tới một chuyện khác và mở miệng nói nếu địa điểm hội họp ở tương châu thì thân là chủ nhà chàng phải chuẩn bị một chút chuẩn bị cái gì chẳng lẽ lão tử còn phải quét sạch bình nguyên kia à? thẩm châu hy tức giận nói Chàng là chủ nhà thì đương nhiên phải chuẩn bị mở tiệc khoản đãi trừ vị tướng lãnh đường xa mà đến chứ. Chàng tới Vân Châu mà, chỉ phủ cũng tiết độ xứ nơi ấy không mở tiệc đón gió tẩy trần à? Lấy vụ nhớ lại. Ừ, hình như có. Đây là lễ nghĩa phải có. Nếu chàng không chuẩn bị gì thì sẽ bị người ta nói xấu sau lưng. Ai, à, ta không hiểu những chuyện phiền toái này. Lý vụ dừng một chút và nhìn về phía Thẩm Châu Hy. Giao cho nàng nhé. Thẩm Châu Hy nghĩ nghĩ tới việc chuẩn bị tiệc đón khách sau đó ưỡn ngực nói, cứ ra cho ta đi. Chương 173 Nửa tuần sau, năm đại tiết độ sứ thống lĩnh đại quân lục tục đến Bình Nguyên Bạch Linh đóng quân dựng trại. Đêm đó yến tiệc đón gió tẩy chân cho chư vị tướng sĩ, đường tổ chức trong phủ của tri phủ Tương Châu, Lý Vũ. Chuyện nào làm tới lần thứ hai cũng dễ hơn nhiều. Lần này tuy không thể dựa vào tìm hiểu thực địa để biết yêu thích của khách hứa, nhưng lại có cách càng đơn giản hơn. Lý Kháp và Lý Vụ có lợi ích dính liền, đương nhiên không muốn mất mặt trước bốn tiết độ sứ khác và phụ tá của bọn họ. Chính vì thế, Thẩm Châu Hy viết một lá thư qua, và trước tới mấy ngày nàng đã nhận được thông tin tỉ mỉ về sở thích của khách hứa dự tiệc. Có tin tình báo thì chuyện khác lập tức đơn giản hơn. Thẩm Châu Hy tham khảo quy trình chuẩn bị cung yến, nhưng vận dụng một cách đơn giản thế là thành yến tiệc tẩy chân. Nàng không cầu khách hứa cảm thấy Yến hội lóa mắt cho báo lộng lẫy Nhưng cần thú vị mới lạ Để bọn họ thấy đi một chuyến này không tệ Tiền viện có ánh sáng đan sen Không khí rất tốt Ngay cả hậu hoa viên của thẩm châu hy Cũng mơ hồ nghe thấy tiếng cười vang Và tiếng bỗ tay chuyển đến từ chỗ mở tiệc Nàng ngồi trên bàn đu dây Cạnh hồ Thị nương nhẹ nhàng đẩy lưng cho nàng Buổi tiệc làm thành công như thế Sao phu nhân không lộ mặt một chút Thị nương không rõ nội tình nên hiếu kỳ hỏi Ta không thích những sự kiện thế này Ở đây thanh tịnh hơn Thẩm Châu Hy tránh nặng tìm nhẹ nói Người cũng chẳng cần đứng im như người gỗ hai ba canh giờ Còn có thể cùng ta chơi đánh đu Lát nữa sẽ có đồ ăn ngon đưa tới tận phòng cho ngươi Như thế chẳng tốt à Thị nương ngượng ngùng cười nói Tốt thì tốt Nô tỳ đương nhiên cảm thấy tốt nhưng mà phu nhân Ta làm sao Lúc nô tỳ còn ở Từ Châu có nghe người ta nói Thị nương do dự một lát mới nói triệu gia ở trấn trên có thiếu phu nhân thân thể không tốt nên có người đưa con gái của mình tới cửa cho triệu thiếu gia làm thiếp đó vậy triệu thiếu gia có nhận không thẩm châu hy hỏi đương nhiên là nhận thị nương kinh ngạc nói chỉ cần quan hệ không quá kém thì có ai lại cự tuyện kẻ khác đưa lễ tới cửa chứ thẩm châu hy không nhịn được nắm chặt dây thừng lòng nàng cũng sầu lo nhưng nàng nhớ tới mình đã đồng ý với lý vụ là sẽ tin hắn Thế nên nàng nỗ lực tìm lý do an ủi mình Sẽ không Lý giám thối mới luyến tiếc nuôi thêm một miệng ăn trong nhà ấy Mặt trời đỏ ối đã chìm một nửa xuống hồ nước Mặt nước lóe ánh kim quang lấp lánh Một cơn gió nhẹ thổi qua Váy thẩm châu hì theo đó mà lay động Gió nổi lên rồi Để nô tỳ đi lấy áo khoác cho phu nhân Thị nương nói Không cần, chúng ta Thẩm châu hy vừa định nói Chúng ta trở về phòng đi thôi nhưng ánh mắt nàng lại nhìn thấy vương thi vịnh đi ra từ núi giả trong hoa viên thế là giọng dần mỏng đi rồi tắt hẳn vương thi vịnh nhìn nàng đứng trên bàn đu dây thì không chớp mắt sau đó chậm rãi gằn từng chữ có thể ở chỗ này gặp cái người nghe nói thân thể không tốt quả là khéo lần trước thẩm châu hy gặp vương thi vịnh là ở từ châu so với khi ấy nàng ta gầy ốm đi nhiều quần áo trên người cũng là váy vải thô tầm thường của bá tánh Nhà hoàn Xuân Quả vẫn đi theo nàng ta đã không thấy đâu nữa Sao ngươi tới được đây Thẩm Châu Hy hỏi Đi thôi còn có thể thế nào Vương Thi Vịnh hơi hơi mỉm cười tay phải vất qua vệt nước nửa ướt trên vái nói Ta nói muốn tìm một chỗ thay quần áo Thế là nhà hoàn của các ngươi mang ta tới hậu viện này Nếu đã tới hậu viện Thì ta cũng tùy tiện đi tìm một chút Và không cẩn thận lạc đường đến tận đây Cũng chẳng có gì kỳ quái Ngược lại ngươi mới là có vấn đề lý phu nhân vì chuẩn bị yến tiệc mà bị bệnh sao không nằm trên giường mà lại mặc đơn bạc thế này đứng bên hồ hướng gió liên quan gì đến ngươi thị nương nhịn không được quát người đâu người đâu Người đừng quát nháo ầm ĩ thì tốt hơn nếu người khác tới thì mục đích chủ tử của ngươi muốn giấu sẽ bại lộ đó vương thi vịnh nói người nói hiêu nói vượn tuy thị nương không tin thẩm trong hy có cái gì phải giấu người khác nhưng lời vương thi vịnh nói thành công khiến nàng ấy không còn dám lớn tiếng gọi người nữa Nàng ta do dự, không biết phải làm gì, thế nên vội quay đầu cầu Thẩm Châu Hy làm chủ. Thẩm Châu Hy nhìn Vương Thi Vịnh, thần sắc chấn định nói, trong danh sách khách khứa không có ngươi, chẳng lẽ ngươi đi theo Lý Kháp trà trộn vào sao? Lý Kháp có biết không? Vương Thi Vịnh cả giận nói, đừng có lấy người khác ra uy hiếp ta, hiện tại ta chẳng còn gì, nên cũng chẳng có gì sợ. Người phí nhiều công sức trà trộn vào yến tiệc, nhưng không tìm lý vụ, lại lấy cớ thay quần áo chạy tới hậu viện. Ngươi là tới tìm ta ư? Thẩm Châu Hy hỏi Biệt rõ còn cố hỏi Ngươi tìm ta làm gì? Ta muốn ngươi rời khỏi lý vụ Ta mới là người vợ hắn cưới hỏi đàng hoàng Vương Thị Vịnh cất giọng the thế Sự cố chấp của nàng ta Vượt qua dự kiến của Thẩm Châu Hy Nàng kinh ngạc hỏi Ngươi vẫn còn muốn gả cho hắn sao? Ngoài hắn ta chẳng còn gì cả Vương Thị Vịnh căm tức nhìn Thẩm Châu Hy rồi bị ai nói Người hại ta cửa nát nhà tan, lang bạc kỳ hồ lưu lạc đến tận đây, chẳng lẽ không nên để lý vụ, gánh trách nhiệm hay sao? Nếu là lúc trước, thầm Châu Hy có lẽ sẽ bị nàng ta nói đến nghẹn họng, nhưng xưa đâu bằng nay. Đã gặp kẻ mặt dày vô sỉ như ly giám thối, thì Vương Thi Vịnh chẳng là gì. thẩm Châu Hy nói có sách mách có chứng mà phản bác. Ta có lòng tốt cứu ngươi một mạng, nhưng ngươi lại lấy oán trả ơn đoạt chồng của ta. Ta không hại ngươi cửa nát nhà tan nhưng người lại suýt nữa hại ta cửa nát nhà tan đến tột cùng là ai nên gánh trách nhiệm đây nếu không phải ngươi thì lý vụ căn bản không có lý do cự tuyệt ta vương thị vĩnh siết chặt hai tay trong mắt tràn ngập hận ý chỉ cần ngươi biến mất thì hắn sẽ không đào hôn ta Đà ta cũng sẽ không tức đến nỗi trúng gió từ châu cũng sẽ không tan hoang lý vụ đào hôn là vì hắn có tình có nghĩa cha ngươi tức đến trúng gió là bởi vì ông ta trợ trụ vi ngược gieo gió gặt bão thành từ châu bị phá vì các thành lân cận đều tu sửa công sự chống địch chỉ có cha ngươi là tình nguyện bỏ số tiền lớn trả thù riêng cũng không muốn tiêu tốn vào việc phòng thủ thẩm châu hy nói cực kỳ có lý khiến vương thị vịnh nghẹn một lúc lâu đều nói không nên lời chỉ có thể tức giận đến run rẩy đổi mắt oán hận nhìn nàng nếu không phải các ngươi đánh cướp viện quân của từ châu thì nơi ấy làm gì tới nỗi sinh linh đồ thán vương thị vịnh cắn răng nói ta vốn là đích nữ của từ châu vương thị là thế gia trăm năm nhưng vì các ngươi mà cửa nát nhà tan chẳng lẽ các ngươi không có chút ái náy nào với ta và với bá tánh tử châu hay sao thẩm châu hy dừng một chút mắt nhìn nàng kia và chậm rãi nói ta quả thực có hổ thẹn với bá tánh tử châu còn với ngươi thì không nếu ngươi vẫn tiếp tục càn quấy thì đừng trách ta không nề tình ngươi lại muốn làm gì vương thi vịnh lộ ra nụ cười trào phúng nếu ta nói với mọi người thì bọn họ sẽ biết lý vụ còn có một người vợ nữa Mọi người cũng sẽ biết chuyện vào đêm tân hôn Người bị đào hôn Tất cả mọi người sẽ biết Ở trong mắt Lý vụ Thì ngươi còn không đáng giá bằng mấy giường của hồi môn nữa kìa Thẩm Châu Hy tiếp lời Vương Thị Vịnh bị người ta chọc trúng chỗ đào Thì xanh mặt mắng Người chỉ hư trương thanh thế thôi Người cứ thử xem có phải ta đang hư trương thanh thế hay không Thẩm Châu Hy nói Ta chẳng qua chỉ là một phụ nhân trong hậu trạch Người ra mặt ở bên ngoài là chồng ta Chỉ cần hắn thấy không mất mặt Thì ta ở hậu trạch có gì phải mất mặt đâu À, lý vụ có cảm thấy mất mặt hay không thì nàng biết rõ già mặt hắn dày hơn tường thành đến giờ nàng còn chưa từng biết có chuyện gì sẽ khiến lý vụ mất mặt thẩm châu hy có lòng tốt nói ta khuyên ngươi đừng uổng phí công sức nữa trên đời này không phải chỉ có mình lý vụ là nam nhân vì sao ngươi nhất định phải dính líu với kẻ đã có vợ chứ ta đã vì lý vụ mất nhiều như vậy vì thế phải là hắn mới được ta chỉ cần hắn vương thi vịnh đỏ mắt càng thêm kích động nói nếu hiện tại từ bỏ thì những thứ mất đi lúc trước ai tới trả lại cho ta vậy người đi nói với lý vụ đi khuyên can mãi đều không thông thẩm châu hy ngại củ khoai lang phòng tay này nên nói chỉ cần lý vụ gật đầu thì ta sẽ tự hòa ly nếu có thể đả động lý vụ thì nàng ta còn tới đây làm gì vương thị vịnh oán hận chừng mắt thẩm châu hy người sẽ hối hận vậy ngươi tự mình đi hay để ta gọi người tới mời ngươi đi thẩm châu hy hỏi vương thị vịnh xoay người trở về Thẩm Châu Hy mới vừa nhẹ nhàng thở ra, đã thấy nàng kia sách váy không chút nghĩ ngợi mà nhảy vào trong hồ. Cứu mạng! Vương Thi Vịnh lớn tiếng khóc kêu, lại đập nước vùng vẫy. Hỗn trướng! Thẩm Châu Hy tức giận đến độ thốt ra công mắng của mẫu phi nàng. Thị nương chưa từng thấy việc đời, nên đứng ngay ra sửng sốt. Nhưng Thẩm Châu Hy đã sớm được cuộc sống trong cung rèn luyện nhuần nhuyễn, nên nàng lập tức chạy và nhảy theo vào trong hồ. Lúc này thị nương mới hoàn hồn, kinh hoàng gào to át cả tiếng kêu của Vương Thi Vịnh. Người đâu? Phu nhân rơi xuống nước, mau tới. Vương Thi Vịnh hít một hơi, muốn hô to, nhưng dưới chân lại bị cái gì đó kéo. Thế là nàng ta lập tức chìm vào trong nước. Thẩm Châu Hy nín thở nặn xuống, kéo chân và nhìn nàng ta uống vài ngụm nước hồ mới buông tay. Nàng đập nước bơi lên mặt, sau khi nghe thấy tiếng ồn ào nàng mới ngoi lên, đương nhiên không quên kéo búi tóc để che mặt mình. Cứu, cứu mạng, thẩm châu hy hô to nương theo tiếng kêu này nàng hít một hơi thật sâu bên hồ đã vây quanh rất nhiều người ngoài nha hoàn và ngã xài vặt trong phủ thì còn có rất nhiều khách khứa tham gia yến tiệc lý vụ đã sớm nhảy xuống hồ thấy thẩm châu hy chìm nổi trong nước thế là hắn lập tức lặn xuống nhanh chóng bơi tới chỗ nàng nước hồ xanh xanh lục bình trôi nổi thẩm châu hy không ngừng chìm xuống váy và tóc bay múa trong làn nước nàng vươn tay và lý vụ lập tức kéo nàng lên trên nàng nghiêng đầu thấy vương thi vịnh vẻ mặt thống khổ đang liều mạng đạp nước giàn nàn ngòi nửa đầu lên Cứu ta nàng ta cất tiếng mỏng manh phiêu tán trên mặt hồ còn một người nữa ê đó không phải là người trấn xuyên tiết độ sứ mạng tới ư trong đám người khe khẽ vang lên tiếng xì xào khiến ly kháp cắn chặt răng không thể không nhảy vào hồ bơi về phía vương thi vịnh đang chìm nghỉm Lý Vũ ôm Thẩm Châu Hy lên bờ một cái, lập tức có nha hoàn chuẩn bị áo choàng sạch sẽ, choàng cho nàng. Nàng sao rồi? Sắp mặt Lý Vũ rất khó coi, giọng gấp gáp. Ta chỉ giả vờ thôi, không có việc gì. Thẩm Châu Hy nhỏ giọng nói, phối hợp với ta. Nàng chôn mặt vào ngực hắn, rồi run bẩn vật, vừa dùng giọng mọi người đều có thể nghe được mà khóc giống lên. Ta không thấy rõ là ai đẩy ta. Lý Giám Thối quả nhiên phối hợp, lập tức giận dữ nói nàng có khí phách nơi này tổng cộng chỉ có ba người vậy là ai thị nương là ngươi sao không phải nốt đi thị nương theo phản xạ có điều kiện mà kêu lên hay giờ thì chỉ còn có một người ánh mắt mọi người đều tập trung vào vương thi vịnh mới vừa được cứu lên cáo trạng cũng có điều cần chú ý nếu nói thẳng là ai đẩy thì có vẻ hùng hồ dọa người nói chính mình không cẩn thận trượt chân lại có vẻ muốn một sự nhịn chín sự lành nhưng một câu không biết ai đẩy đã chứng tỏ mình bị người ta đẩy xuống hồ vừa vô tội vừa vô hại, không khiến người khác phản cảm. Những kinh nghiệm cung đấu quý giá này là mẫu phi dạy nàng, nhưng đây là lần đầu tiên Thẩm Châu Hy áp dụng. Có điều vì đối thủ là Vương Thi Vịnh, nên có vẻ như nàng vừa dùng dao mổ châu để giết gà. Vương Thi Vịnh mới vừa được Lý Kháp cứu lên bờ thì trợn trắng mắt, đã chỉ còn nửa hơi. Lúc này nghe thấy Thẩm Châu Hy đánh đòn vùng đầu, thế là nàng ta tức giận đến độ, nửa hơi còn lại cũng suýt nữa thì không còn. Nàng ta vội vàng thét lên, Rõ ràng là ngươi đẩy ta trước Ngươi nói vậy Lúc này thị nương đã thành công Bước vào vở diễn nên kêu lên Rõ ràng là ngươi ra tay đẩy người Nhưng thấy có người tới mới nhảy xuống theo Thị nương nhào tới Vừa cắn vừa đánh vương thi vịnh Phù nhân số khổ nhà ta đã bệnh Ngươi làm thế rõ ràng là muốn mạng ngươi mà Ngươi hại chủ tử của ta thì ta liều mạng với ngươi Quần áo vương thi vịnh ướt đẫm Đường cong lộ ra Tay nàng ta nắm chặt vạt áo lý khác Chật vật trốn thị nương dưới ánh mắt khinh thường khiển trách từ bốn phương tám hướng nàng ta sợ hãi cuộn người dán tới cạnh lý kháp được rồi lý kháp cũng bị thị nương đánh vạ lây mấy cái thế là tức giận đẩy thị nương ra và trầm mặt quát việc này nói sao ông ta căm tức nhìn vương thị vịnh người đã đồng ý với ta không gây chuyện hiện tại sao lại xuất hiện ở đây ta ta không yên lòng vương thị vịnh nói được một nửa thì lập tức lặng lẽ ngất đi chỉ còn đám người xem diễn kịch Và Lý Kháp sắc mặt khó coi Trong mọi người ở đó Chỉ có Lý Vụ là mừng thầm như điên Phần gà dính lên chân kẻ khác rồi Lý Kháp nhất thời mềm lòng Mang Vương Thi Vịnh tới cửa dự đại tiệc lại gây ra chuyện lớn thế này Nên cũng không bỏ được mặt mũi Ông ta cũng không tiện ở lại Mà vội vàng mang theo Vương Thi Vịnh rời khỏi đó Thẩm Châu hy cũng được Lý Vụ Mang đi hậu viện chuẩn trị Chủ nhân không có Thì Yến Tiệc cũng nhanh chóng tan chỉ còn những lời đồn đãi vớ vẩn trồng chất tán loạn trong các quân doanh trên vịnh nguyên bạch linh vương Thi vịnh quần áo ướt đẫm được lý khác cứu lên bờ thì chuyện này đã định mấy ngày sau thẩm châu hy nghe nói vương Thi vịnh được lý khác nạp làm thiếp con gái chỉ phủ thành thân nhưng mọi thứ cần có đều không có lý khác giống như muốn nàng ta mất mặt đi đến cái kiệu nhỏ cũng không cho cứ thế nạp nàng ta vào cửa rồi cả đêm tống cổ về quê nơi đó còn có một vị chính phòng đánh đá đang xoa tay hầm hè đợi nàng ta. Chương 174. Liên quân của Đại Yến tập kết ở Bình Nguyên Bạch Linh thì Liêu quân cũng điều binh khiển tướng hạ trại ở Bình Nguyên Đinh Bình, giữa Kinh Triệu và Thương Châu. Quân chủ lực của cả hai bên nhòm ngó nhau cách hai châu, đại chiến giống như chạm cái là nổ. Cả thiên hạ trên dưới có biết bao nhiêu đôi mắt đều nhìn chầm chằm trận đại chiến này, bá tánh Thương Châu và Vân Châu là sợ nhất. Chỉ hơi có gió thổi cỏ lay là đã có vô số người diều già rất trẻ bỏ nhà chạy loạn. Sáng sớm tinh mơ, Lý Vũ cưỡi ngựa chạy lên đường. Hai đứa em trai đi theo phía sau hắn, ba con ngựa phóng như bay. Còn mẹ nó trước lại là quân nghị. Lý Vũ hùng hổ mắng, thừa nghị mấy chục lần rồi cũng chẳng ra kết quả gì. Lâu lâu lại có một lần quân nghị, bọn chúng đúng là biết hành hạ lão tử mà. Muốn đánh thì đánh đi, đằng này cứ như con chó ử ừ ử ừ trong lều chạy làm gì. Không biết lão tử đang rất bận hay sao? Bận, Huỳnh bận cái gì? Lý Côn ngây thơ hỏi. Đương nhiên là bận ở bên cạnh tàu tử rồi. Nam nhân lấy gia đình làm trọng như đại ca là chính trực nhất. Đương nhiên không quen nhìn đám lão nhân kia lục đục với nhau. Lý Thước nói. Đám lão già đó ngày ngày tranh tới tranh đi. Chẳng lẽ bọn họ không có việc gì khác để làm hay sao? Lý Vụ mang theo vẻ mặt tràn đầy oán khí mà mắng. Vì trời còn chưa sáng, hắn đã không thể không rời khỏi thầm châu hy và ổ chăn ấm áp Đầu phải người nào cũng giống như huynh Làm việc thì hết mình Cuộc sống lại phong lưu Lý thước nịnh nọt nói Đại ca nhịn một chút Lý côn ngáp một cái Thân ở trên lưng ngựa mơ màng buồn ngủ Sau một nén nhang Ba con ngựa đã ngừng trước đại bàn doanh của liên quân Mấy tiểu binh tự giác tiến lên rất ngựa Ba người lý vụ thì bước nhanh vào chủ trướng Bên trong lều trại vốn có tiếng nói nhỏ Mọi người tốt năm tốt ba ghé vào nói chuyện, nhưng vừa thấy hắn là không hẹn mà cùng tách ra. Lý vụ nhìn quanh lều trải, mọi người đều ngồi cùng người của mình, phân chia rõ ràng, chỉ có ba người bọn họ là người của Trấn Xuyên Quân. Lý vụ tìm một góc ngồi xuống, sau đó lục tục có mấy tướng lãnh khác cũng đi vào. Người tới này ngày một nhiều, tiếng nói chuyện dâm gian lại vang lên, Lý Côn ăn xong bà đĩa điểm tâm tiểu binh mang lên thì Lý khác cũng mang theo thân binh đi tới. Phía sau là Tri Phủ Vân Châu. Quân nghị bắt đầu một cái là đám chủ chiến và chủ hòa lại nổi lên tranh chấp. Lý Vụ phiền chán mà nhìn đám người này trình diễn cho khôi hài. Đánh một lần, người có biết là tốn bao nhiêu tiền không hả? Đánh xong rồi lấy ai đi cày ruộng? Thành chi vị phá hỏng ai tới sửa? Thuế của dân ai tới nộp? Chi phủ thương châu mong biểu tình kích động, giặc mặt đỏ lên, nước miếng và hai tay bay múa nói qua vài lần trưng binh là thương châu ta chẳng còn tráng đinh nào cả một khi nổ ra chiến tranh đương nhiên sẽ là sinh linh đồ thán khương đại nhân trưng binh là lệnh của triều đình là để khôi phục vạn dặm núi sông đại yến ta chi phủ vân châu nói có nhịp điệu lại chắp tay vái nơi xa sau đó quay đầu nhìn chằm chằm đối phương mắng người chống đối sợ khó như vậy chẳng lẽ là có tính toán khác người ngậm máu phun người bạn quan còn cảm thấy người không ngừng xúi dục liên quân tùy tiện khai chiến là có tâm tư đại nghịch bất đạo ấy. Hai người lại chỉ vào nhau mà mắng túi bụi. Lý vụ sống chết mặc bay, làm bộ ăn không ngồi rồi ngủ gà ngủ gật. Nhưng tầm mắt lại bí mật quan sát hai cỗ thế lực phía sau hai người này. Phía sau chi phủ Thương Châu chính là Thư An tiết độ sứ Trần Du cầm đầu và bọn họ có ý muốn chủ hòa. Lý do là vì vùng đất của bọn họ gần Kinh Đô, và là vùng lân cận nên một khi khai chiến, ăn bọn họ sẽ gặp tao ương đầu tiên. Bởi vậy, bọn họ cực lực chủ trương nghị hòa, hy vọng cùng quân liêu chia ra cai trị. Đám người chủ chiến thì lấy Trấn xuyên tiết độ sứ Lý Kháp cầm đầu. Bọn họ cách kinh đô và vùng lân cận một khoảng nhưng cũng không phải quá xa, thế nên cả đám đều trông cậy có thể thông qua chiến tranh, khôi phục thanh danh và thực hiện việc thâu tóm. Với phái chủ chiến mà nói thì vùng kinh đô và lân cận, trong đó gồm Thương Châu, đều là mảnh đất màu mỡ. Hai phái rằng co đến nay, nhưng hai bên thủ lĩnh cũng chưa tỏ thái độ mà chỉ để thủ hạ tôm tép nháo lên. Lúc đầu lý vụ còn mùi ngon mà quan sát học tập, cái gì mà vây ngụy cứu triệu rồi ám độ trần thương trên quan trường. Nhưng sau đó hắn dần dần phát phiền. Hắn vì thẩm châu hy mà cảm thấy bi ai. Ngoài nàng công chúa bị thế nhân quên đi, thì mỗi người hắn gặp đều chỉ vì lợi ích của mình mà ném chém giết. Việc đại yến tổn vong sớm đã bị bọn họ vứt ra sau đầu đáng thương cho nàng còn ngày đêm tơ tưởng mà hy vọng lần này quyết chiến có thể thu hồi đất tài đã mất trùng kiến đại yến vinh quang như ngày xưa dựa vào đám người có dã tâm riêng này ư lý vụ không ôm quá nhiều hy vọng với đại chiến lần này mắt thấy quân nghị lại rơi vào ngõ cụt thế là lý kháp bỗng nhiên ho nhẹ một tiếng và chậm rãi mở miệng chủ chiến là ý của bệ hạ thánh chỉ đã ra thì tuyệt đối không thể sửa lại Quân nghị là để mọi người bàn biện pháp chống địch, chứ không phải nghe Khương Đại Nhân ở chỗ này giao động lòng quân. Trần Du khẽ vuốt râu dài rồi cười lạnh mở miệng. Quân nghị là để mọi người phát biểu ý kiến, chứ không phải để kẻ nào đó nói một, không nói hai. Khương Chi Phụ cũng là vì nước, lo lắng, cho nên mới nói ra những lời từ đáy lòng. Tùy Thánh Thượng nói là miệng vàng lời ngọc, nhưng cũng biết cần tiếp thu lời can gián của khắp nơi. Nếu vì điều này có thể cứu tính mạng bá tánh một phương, thì trăm năm sau cũng coi như giải thoại. Lý Đại Nhân đừng đem thánh thượng ra làm tấm chắn. Đại bất kính là chuyện nhỏ, nếu làm bẩn thanh danh vệ hạ thì sẽ là việc lớn đó. Thủ lĩnh hai bên lần đầu tranh chấp trong quân nghị, chứng tỏ rằng co đã vào lúc kết thúc. Đám quan lại và võ tướng của hai bên đều đứng thành phe, công hiến hết sức. Đại Yến suy thoái, triều đình cũng không có tiếng nói gì lớn. Hai phái đều vội vã tranh chấp cao thấp, để nhân lúc đại tướng quân triều đình cử tới còn chưa xuất hiện, bọn họ có thể nắm chặt binh quyền thực tế của liên quân. Tuy nói mọi người đều không để Nguyên Long Đế vào mắt, nhưng giờ này khác này, vũ khí tốt nhất vẫn là Hoàng Đế. Nương chuyện Nguyên Long Đế nóng lòng thu hồi kinh đô và vùng lân cận, lại có quân đội với binh lực áp đảo trong liên quân ủng hộ, nên Lý Kháp dần không chế cục diện trên bàn thương nghị. Hiện tại chúng ta tranh chấp không ngừng, nói đến nói đi vẫn là vì không có người dẫn đầu, đại tướng quân triều đình phái tới còn đang ở trên đường đại quân liêu còn đang ở bên ngoài thương châu như hổ rình mồi nói không chừng lúc nào đó bọn chúng sẽ đánh bất ngờ màu đầu nhiều như thế cuối cùng lý kháp cũng nói ra ý chính cho nên ta đề nghị chư vị đề cử một người khiến tất cả tâm phục khẩu phục để người đó tạm thời dẫn dắt liên quân tác chiến lý kháp vừa đề nghị thì đã có vài kẻ vỗ tay trầm trồ khét ngợi nhìn qua thì đều là quan viên của trấn xuyên quân Trần Du cũng không muốn cứ thế đã nhận thua nên nói Nếu là thủ lĩnh liên quân thì có thể chọn theo việc biểu quyết dựa trên đầu phiếu. Mọi người có quân chức trong trướng này có thể chọn ra một người lãnh đạo hợp lòng nhất. Ông ta lít nhìn khuôn mặt không vui của Lý Kháp và cười lạnh nói Như thế mới tính là công bằng. Nếu tính binh lính ở liên quân thì Lý Kháp có nhiều nhưng nếu tính người trong quân nghị thì Trần Du nhiều hơn. Lý Kháp nghe thế thì cũng cười lạnh một tiếng nhưng không nói chuyện đã có thủ hạ hiểu chuyện vì ông ta mà đấu tranh anh dũng. Theo lời Trần Đại Nhân nói thì lúc lũng... lên chiến trường, đề quân của thư an lên trước đi, bệ hạ kêu gọi liên quân, các người ra 6 vạn, tất nhiên đều là tinh nhuệ, tới lúc ấy phải cho đám ổ hợp chúng ta mở mang tầm mắt một phen. Trần Du có được lòng người thì sao? Vào thời loạn thế này, ai nắm binh quyền kẻ đó là lão đại. Toàn bộ quân của phái chủ hòa ở đây gộp lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại trấn xuyên quân. Lý Kháp chỉ cần đánh mấy gậy là phái chủ hòa bắt đầu phân giã. Những giọng nói đề cử Lý Kháp đảm nhiệm thủ lĩnh liên quân dần lớn hơn, sắc mặt Trần Du cũng dần xanh mét. Lý Kháp nắm chắc thắng lợi, đáy mắt lộ ra đặc ý. Nhưng lúc sắp Trần Ai Lạc định thì ngoài quân trướng bỗng vang lên tiếng ồn ào. Sao lại thế này? Lý Kháp bất mãn nhíu mày. Người nào lớn tiếng ở bên ngoài? Một bàn tay thon gầy vén rèm cửa lên, gió thu lạnh lẽo rót vào trong lều trại khiến mọi người đều đờ ra không dám nói gì người tới cao lớn mặc áo màu nguyệt bạch bên ngoài khoác áo lông kiều màu thiên thanh đỉnh đầu búi bằng ngọc quan hắn đứng quay lưng lại mặt trời mới mọc mà cất giọng như suối nguồn phó huyền mạc nhìn xung quanh ánh mắt dừng trên người lý vụ lúc này hơi ngồi thẳng rồi đi vào phía sau hắn là tướng lãnh nòng cốt của phó gia quân cùng hoạn quan mang bộ dạng giám quân nối đuôi nhau đi vào trong tức khắc khiến lều trại tràn đầy tướng sĩ trong trướng liên tiếp đứng lên lý kháp và trần du liếc nhau từ trong mắt đối phương bọn họ đều nhìn ra cảnh giác này liên quân nghe chỉ giám quân tiến lên một bước lấy thánh chỉ bằng lụa vàng từ trong tay áo ra và dài giọng thét to đầy nhịp điệu mọi người trong trường đều đồng loạt quỳ xuống phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu rằng lý vụ lôi kéo lý côn vẫn còn ngây ngốc quỳ xuống trong đám người nhưng trước sau hắn đều cảm thấy có một ánh mắt không rời mình. Nó như kền kền xoay quanh, đang tìm chỗ thích hợp để cắn con mồi. Hắn hơi ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy người xung quanh nghe chỉ hoặc tuyên chỉ, không có bất kỳ kẻ nào đang nhìn hắn. Cảm giác kia giống như ảo giác của hắn vậy. Lý vụ nhìn chằm chằm bóng dáng cao dài kia và biết đây không phải là ảo giác. Thế sự khó liệu, năm đó quý nhân ở tạm kim mang các lại chính là vị hôn phu trên danh nghĩa của thẩm châu Hy, thiền hạ đệ nhất cầu. Nhưng Chính hắn phái người tìm Việt quốc công chúa khắp nơi, cũng trời xui đất khiến, để thủ hạ của hắn thiếu chút nữa đã hại chết giường ngốc. Hóa ra, bọn họ đã từng gặp nhau sớm như vậy. Đặc mệnh tham chi chính sự phó huyền mạc, thống lãnh liên quân, đoạt lại nối sông bị chiếm. Bên cạnh có một người bỗng run lên, Lý Vũ nghiêng đầu nhìn lại thì thấy sắc mặt, Lý Thước tái nhật, cả người không nhúc nhích, mà nhìn chầm chầm mặt đất. Hai tay rũ xuống của hắn dùng sức nắm chặt, sửa ngón tay gồ lên tước nhi để làm sao vậy lý vụ hạ giọng hỏi lý thước giống như không nghe thấy như là rơi vào thế giới của chính mình trong lúc bất giác thánh chỉ cũng tuyên xong hoạn quan chậm rãi nói phó tham chi tiếp chỉ đi vì thần tiếp chỉ phó huyền mạc vươn tay khom người cúi đầu hoạn quan khom người đưa thánh chỉ cho hắn sau đó phó huyền mạc đứng thẳng lý kháp và trần du thì dẫn dắt mọi người trong trường đứng dậy phó tham chi bệ hạ bệnh ngay xuất lĩnh liên quân chuyện lớn như vậy sao trước đó không có chút thông tin gì nhỉ lý kháp cười cười hỏi phó huyền mạc đạm đạm cười và bình tĩnh nói thống soái liên quân là ai có ảnh hưởng tới sách lực hành quân của lý đại nhân lúc sau ư um, đương nhiên là không vậy đại nhân biết lúc nào cũng chẳng quan trọng phó huyền mạc nói xong cũng không đợi lý kháp mở miệng đã hỏi bảy đại tiết độ sứ đều đã tới sao tới lý kháp nói Lũng bắc tiết độ sứ vẫn luôn bàng quan Đứng nhìn, lúc này lập tức đứng ra chắp tay nói Hội bẩm đại tướng quân Bảy đại tiết độ sứ đã tới đủ Lý khác bị đoạn lời thì sắc mặt rất khó coi Cầm tức nhìn Lũng bắc tiết độ sứ Lại bị đối phương lờ đi Bình lực của 36 châu thành Đã tập kết về đây hết chưa Phó huyện Mạc hỏi lại Lý Kháp nói Hồi hồi bẩm lại tướng quân 36 châu thành tổng cộng có 60 vạn đại quân đã tập kết đủ Khánh Duyên tiết độ sư bước ra khỏi hàng chắp tay nói. Lý Kháp và Trần Du liếc nhau, sắc mặt hai người bỗng chốc trầm xuống. Bây giờ còn có cái gì không rõ ràng đâu. Chuyện phó huyền mạc sẽ tới, hẳn chỉ có thế lực của bọn họ là không biết. Còn những kẻ đi theo phó gia ẩn trong liên quân đã sớm biết tin này. Nếu người đã tới đủ, phó huyền mạc nhìn mọi người chung quanh và bình tĩnh cất giọng mang theo uy nghi nói. Vậy thì chính thức bắt đầu quân nghị đi. Chương 175 Quân nghị rằng co suốt một đêm tới khi phương đông đã chuyển màu trắng thì đám võ tướng thần sắc khác nhau mới lục tục đi ra khỏi trướng quân quyền bỗng nhiên phát sinh sự thay đổi nên mọi người đều vội vã trở về thương nghị đối sách chỉ có ba anh em lý vụ là ngồi sổm bên ngoài bếp của doanh trại ba người đều có quân chức cũng coi như nhân vật có uy tín và danh dự nhưng vẫn giống tiểu binh khi mỗi người bưng một bát mì nước ngồi sổm ven đường ăn tức nhi lúc nãy để sao vậy Lý vụ bưng chén mì thơm nức nhưng chưa ăn vội mà quan tâm hỏi Lý Thước vì lúc nãy thấy phó huyền mạc tên này đã có biểu tình thực lạ. Để quen thiên hạ đệ nhất cầu à? Lý Thước vùi đầu ăn mì, bộ dáng sột soạt, soạt giống hệt Lý Côn, miệng toàn sợi mì giống như đã đói cả ngày, giọng cũng mơ hồ không rõ. Đại ca, có phải huynh mới quen đệ ngày đầu tiên đâu, đệ làm gì có cơ hội quen biết loại công tử nhà cao cửa rộng này? hắn nói rất có đạo lý nhưng lý vụ và hắn quen biết nhiều năm như vậy chẳng lẽ lại không biết lời hắn là nói thật hay nói dối ư chẳng qua hắn không muốn nói thì lý vụ cũng không muốn buộc hắn dù sao chỉ cần để nói một tiếng thì có chuyện gì đại ca sẽ gánh cùng để lý thước dừng động tác ăn ngấu nghiến mà nhìn lý vụ rồi ngẩn người lý vụ nói xong thì làm như không có việc gì mà há to mồm ăn mì cũng chẳng nhìn hắn cũng chẳng cưỡng bách hắn trả lời nữa lý thước cúi đầu nhìn nước lèo trong tay hơi nước dần phủ tầm mắt hắn mơ hồ hắn vội chớp mắt sau đó ngẩng đầu lộ ra biểu tình cười hì hì trước sau như một và vui đùa đại ca cứ yên tâm nếu trời sập xuống dù đại ca không muốn thì đệ cũng sẽ trốn vội dưới vai huynh lý trí phủ hóa ra ngài ở đây đột nhiên một giọng nói vội vàng vang lên lý Vũ vừa, vừa ngẩng đầu đã thấy một tiểu binh của trấn duyên quân đang vội vã chạy tới chỗ mình mọi người đều ở trong trướng của tiết độ sứ để thương lượng chỉ còn thiếu ngài thôi ngài mà qua đó đi Lý vụ mắng một tiếng sau đó ăn mấy miệng mì thật to Rồi đưa phần còn lại cho Lý Côn Lùng tung xoa miệng và đi theo tiểu binh kia Lý Côn xỉ sụp ăn như gió cuốn Lát sau đã giải quyết xong bát mì của Lý vụ Đến nước cũng bị hắn tống hết vào cái bụng không đáy Hắn ăn xong hai bát mì Nhưng vẫn trông mau nhìn bát mì trong tay Lý Thước Không ăn sao? Để ấy Lý vụ đi rồi Lý Thước cũng ngừng lại không nhúc nhích nữa Nhị ca ăn đi Hắn đẩy bát mì qua Lý Côn bưng bát mì ăn, vừa xì sụp vừa mơ hồ nói, lại muốn đánh giặc, muốn nhặt mót. Đúng vậy, nhị ca lại có heo xuống nước ăn. Lý Thước thất thần mà phụ họa, không ăn heo xuống nước, muốn tích cóc bạc, tãi. Lý Thước nhìn hắn ngạc nhiên hỏi, nhị ca tích bạc làm gì? Lý Côn cười hê hê, hê hê, không, không nói cho đệ. Hắn chờ Lý Thước hỏi, nhưng Lý Thước lại chẳng để ý mà quay đầu, thế là hắn lập tức thất vọng. Để hỏi ta, hỏi ta tích cóp bạc làm gì đi. Nhị ca ăn xong thì về ngủ đi. Lý Thước nói xong là đứng lên. Để muốn đi đâu? Lý Côn hoảng loạn nói. Đợi ta với. Hắn vội vàng cúi đầu ăn mì, nhưng lúc ngẩng lên thì Lý Thước đã biến mất. Lại, lại đi rồi. Lý Côn bưng cái bát không ngồi xổm tại chỗ, vẻ mặt thất vọng nhìn hướng Lý Thước biến mất mà lầu bầu. Đều không mang theo điêu nhi chơi. Một con kiến quay chung quanh giọt nước lèo hắn làm vãi Thế là Lý Côn giận chó đánh mèo mà thổi mạnh một hơi Mà nhìn nó chạy đi mất Đến còn kiến cũng không muốn chơi với hắn Điều nhi nhớ heo heo Hắn nặng nề thở dài Ổ rũ cục đuôi Bừng mắt không đi vào lều của khu bếp Trong chủ trướng của Trấn Xuyên Quân lúc này không khí ngưng trọng Lý Kháp ngồi trên cái giường là hán duy nhất trong trướng Mày nhíu chặt Tầm mắt nghiêm túc đảo qua mọi người trong trướng các người nói xem mình nghĩ thế nào Đàm võ tướng và quan viên dưới trướng Trấn Xuyên Quân đều ngồi trên ghế Bọn họ là châu chấu sớm bị cột trên cùng một sợi dây Vinh thì cùng Vinh Mà hại thì cũng chẳng ai thoát Sắc mặt lý kháp khó coi Bọn họ cũng chẳng tốt đi được vào chỗ nào Phó huyền mạc để quân chủ lực của chúng ta đối đầu với liêu quân Có phải muốn tiêu hao binh lực của chúng ta Còn hắn thì tỏa sơn quan hổ đấu không Chi phủ hiệp châu mang vẻ mặt thận trọng mà mở miệng Liên quân lần này có chủ lực là Trấn Xuyên Quân về việc để chúng ta đối đầu với liêu quân thì ta cũng đã sớm đoán được lý kháp nói nếu trận này thất bại liêu quân sẽ tiếp tục nam hạ đến khi ấy châu thành của chúng ta cũng sẽ đứng mũi chịu sao thay vì đợi lúc ấy mới phòng thủ thì không bằng hiện tại nhân lúc triều đình còn có thể kêu gọi liên quân vậy chúng ta liên hợp với những nơi khác và một hơi tiêu diệt quân liêu luôn chi phủ vân châu lập tức chắp tay nói tưởng quân không hồ xuất quân trăm năm hổ môn ở đại yến này đúng là khó gặp Nay gian thần chắn đường, quan viên địa phương làm theo ý mình, nhưng đại nhân vẫn một lòng trung thành với bệ hạ và triều đình, đúng là đáng quý. Lý Khắc nghe vậy thì lộ ra nụ cười đắc ý. Chờ ta tiêu diệt được liều quân rồi, sẽ tự mình đưa bệ hạ về kinh, lúc ấy bệ hạ sẽ biết ai là trung thần, còn ai là đại gian thần. Lý Vũ là kẻ gia nhập giữa chừng, có thể ngồi ở đây hoàn toàn vì có tương châu trong tay, những quan viên khác trướng mắt hắn, võ tướng xuất thân trong sạch cũng khinh thường hắn. Hiện tại hắn ngồi ở một góc đứng ngoài cuộc âm thầm tính toán làm sao trục lợi được từ việc này. Ai biết bỗng nhiên đề tài lại rơi xuống trên người hắn. Lý Trì Phủ, người có đang nghe không vậy? Lý Khắc bất mãn hỏi. Hạ quan nghe rành mạch. Lý Vũ bỏ chân xuống đáp. Ngày mai vào lúc mặt trời xuống núi, ta sẽ lĩnh quân tổng tiến công. Trong các vị đang ngồi ở đây, chỉ có người có kinh nghiệm lãnh bình tác chiến. Lúc ấy, người dẫn một tiểu đội đi trước hồ khiêu hiệp tiếp ứng phó gia quân. Mọi tầm mắt trong trường đều dừng trên người Lý Vụ. Trong quân nghị, Phó Huyền Mạc đã trực tiếp chỉ đích danh tâm phúc của Lý Khắc thực hiện việc tiếp ứng viện quân. Này Lý Khắc lâm thời, thay đổi người chẳng phải vì nghi ngờ trong này có trá hay sao? Tâm phúc ông ta muốn giữ bên người, còn dâu riêng thì đi dò đường chịu chết đi. Lý Vụ cười lạnh một tiếng chắp tay nói, Lý Tông Chủ xin nghe lệnh. Phó huyền mạc cố ý muốn có người tiếp ứng viện quân, chỉ sợ đang mưu đồ gây rối Lý Trị Phủ đi chuyến này phải cẩn thận. Lý Kháp nói. Phó huyền mạng nhìn qua thì trong sáng rộng rãi nhưng kỳ thực rất âm hiểm xảo trá. Nếu bị vẻ bề ngoài của hắn lừa gạt thì người chết lúc nào cũng không biết đâu. Lời này có một nửa Lý Vũ thích nghe, có một nửa hắn không thích nghe. Vì thế hắn lặp lại phần mình thích nghe và thêm mắm thêm muối nói. Tiền độ sứ nói chí phải. Lần đầu gặp kẻ này, hạ quan đã cảm thấy gian trá âm hiểm vô cùng. Ta biết nhiều ngày nay người phải chạy hai đầu, ngày mai lại phải tổng tiến công nên hôm nay người đừng về tương dương nữa. Lý Kháp nói xong, lại nhìn về phía mọi người trong trướng. trừ vị đại nhân đều trở về nghỉ ngơi đi. Sáng sớm ngày mai, chúng ta lại họp một chút. Còn mẹ nó lại họp nữa à? Lý Vũ sắp nhịn không được mà mắng ra mồm đến nơi rồi. Không cho hắn về nhà ôm vợ thì thôi, lại còn không cho hắn yên. Sau khi tan họp, Lý Kháp đặc biệt gọi Lý Vũ ở lại nói. Người phải cẩn thận phó huyền mạc, biết thân phận của người đó lý vụ cả kinh theo bản năng nghĩ cho rằng ông ta đã biết cái gì nên tay cũng với tới thủy thủ bên hông có điều sau đó lại nghe lý kháp nói tiếp nếu phó huyền mạng biết ngươi chính là kẻ võ anh quân đang truy nã thì chắc chắn sẽ để lộ tin này cho võ anh quân để chúng ta chai cò đánh nhau lý vụ nhẹ nhàng thở ra tiết độ sứ yên tâm hạ quan chính là lý tông chủ không phải người khác lời này nghe không thoải mái lắm nhưng lý kháp không nghĩ nhiều mà nói trong khả năng của mình ta sẽ che giấu cho ngươi nhưng nếu hắn vãi ngươi tới Tương châu lý Kháp cố ý dừng lại chờ lý vụ tỏ thái độ lý vụ hiểu rõ và lập tức nói hạ quan sẽ quản tốt miệng của đám người ở tương châu lý Kháp gật gật đầu sau đó phất tay để lý vụ lôi ra sau khi hắn rời khỏi liều trại chỉ lát sau lại có một người vén mảnh đi vào chủ trướng chính là tri phủ vân châu tri phủ vân châu đi tới trước mặt lý Kháp, cẩn thận ngước mắt nhìn ông ta một cái sau đó lại nhanh chóng cúi đầu nói lý vụ này là một mối họa của trấn xuyên quân dù không bị phó huyền mạc nhận ra thì cũng sẽ bị kẻ khác nhận ra đại nhân thật sự muốn bảo vệ hắn một mạng ư hắn đã mang quân tới đầu nhập thì vì sao ta không nhận như thế chẳng phải khiến người ta thất vọng buồn lòng hay sao lý kháp không chút để ý nói phó huyền mạc không phải muốn đối đầu và tìm mọi cách trừ khử người của ta ư vậy ta sẽ cho hắn trừ khử mong là hắn đừng để ta thất vọng chi phủ vân châu hiểu ra thế là lập tức chắp tay nói Đại nhân thần cơ diệu toán Như thế là có thể không đánh mà thu được tương châu Không biết sau đó đại nhân Ông ta cẩn thận nhìn sắc mặt Lý Kháp và hỏi Muốn để ai tới tiếp quản tương châu Lý Kháp nghe lời đoán ý và đáp Vân châu và tương châu ở gần nhau Trước khi bệ hạ cử người tới nhận nhiệm vụ Thì người tới quản lý đi Vâng Chi phủ Vân Châu lập tức kích động, vất vạt áo quỳ xuống nói, hạ quan nhất định không phụ sự kỳ vọng của đại nhân. Cùng lúc ấy, trong liều trại khác, Lý Vũ truyền đạt mệnh lệnh khẩn cấp của Lý Kháp cho hai đứa em trai. Không thể về sao? Lý Côn lập tức thất vọng. Lý Kháp sắp xếp như thế rõ ràng là muốn đẩy chúng ta vào chỗ nguy hiểm. Lý Thước nhíu mày nói, đại ca cần phải có đối sách mới được. Kẻ này không nhảy nhót được lâu nữa đâu. Cứ kệ ông ta, mà ta cũng không muốn nổi bật giữa đám người chỉ biết hưởng thụ ích kỷ ấy. Lý Thước thấy hắn đi đến trước bàn cầm bút lông bắt đầu viết thì không nhịn được hỏi. Đại ca, đây là... Viết thư nhà, Quả dưa ngốc trong nhà không có ta bên cạnh thì ăn không ngon. Ta phải nhanh chóng viết thư về để nàng yên tâm. Lý Thước do dự một lát mới hỏi. Chuyện phó huyền mạc đã đến có cần... Lý Vụ không chút do dự đáp. Không cần. Đại ca sợ tẩu tử chạy sao? Lý Vụ đương nhiên không chịu thừa nhận. Nói dỡ à? Lão tử sợ ai? Hắn chừng mắt dựng mày nói. Tẩu tử của đệ hiện tại yêu lão tử chết thì được. Làm gì còn tâm tư mà đi nghĩ tới kẻ khác nữa. Chuyện của thiên hạ đệ nhất cầu. Không cần để nàng biết cho thêm phiền lòng lúc này thẩm châu hy dùng sức hắt xì một cái phu nhân ngài cảm lạnh sao một cái hắt xì này khiến thị nương buông việc trong tay vội vàng tới hỏi không có việc gì ta bỗng thấy ngứa mũi có lẽ là có kẻ đang mắng ta thẩm châu hy hổ nghi nói nhất định là cái thứ họ vương đáng chém ngàn đao kia đang nói bậy về phu nhân rồi thị nương vén tay áo mặt đầy vẻ căm phẫn mắng mà tiết độ xứ họ lý kia sao lại lắm chuyện thế chứ nếu không cứu mà để nàng ta chết thì chẳng phải sạch sẽ rồi không không sạch sẽ thẩm châu hy hoảng sợ nói đó là hồ của nhà chúng ta đấy à phu nhân nói rất đúng thị nương hoàng hồn tiếc nuối nói lần sau nàng ta mà nhảy hồ bên ngoài thì tốt rồi nghe nói phu nhân của lý kháp rất lợi hại nàng ta cũng coi như gieo gió gặt bão rồi thẩm châu hy thở dài nếu không phải cố chấp thành cuồng vọng thì sao nàng ta có thể từ con gái tri phủ lưu lạc thành thiếp của người khác chứ Đáng đời Thị nương căm giận nói Hai người đang nói chuyện thì bên ngoài có một gã xài vặt vội vàng chạy tới Trong tay cầm một phong thư qua gắn si Phu nhân, đại nhân gửi thư Thị nương vội vàng đi lên nhận lấy và chạy chậm vào đưa cho thẩm châu hy Mỗi ngày Lý Vũ sẽ đi lại giữa Tương Dương và Bình Nguyên Bạch Linh Vì thế đây là lá thư đầu tiên hắn gửi về Thẩm Châu Hì mang theo tò mò, cầm giấy viết thư ngồi vào bàn, lấy cây đào bằng ngọc xanh ra, nhẹ nhàng mở chỗ giấy xi. Si. A, à, lưỡi dao mảnh khảnh sắc bén trong lúc lờ đáng xẹt qua đầu ngón tay, Thẩm Châu Hy lập tức thấy đau và theo bản xạ có điều kiện mà co rụt tay lại. Dao dọc giấy loảng xoảng một tiếng rơi xuống mặt đất, chuôi đao bằng ngọc vỡ ra vô vàn vết rạn. "Phu nhân, ngài chảy máu rồi." Thẩm Châu Hy còn chưa hoàn hồn, thị nương đã kinh hô. Nữ chủ nhân bị thương chảy máu là chuyện lớn, Thị nương vội vàng xoay người đi tìm thuốc trị thương và băng gạc, chỉ để lại mình thẩm châu hy ngơ ngẩn nhìn lòng bàn tay mình. Giận máu đỏ đậm liên tiếp nhỏ lên bức thư nhà của Lý Vũ, giống như một vũng máu đang lan ra. Bất an trong lòng nảy lên như nước lũ. Phu nhân, mau tới đây, để nô tỳ cầm máu cho ngài. Thị nương mang theo hòm thuốc chạy vội trở về. Nàng ấy đặt hòm thuốc lên bàn sách và kéo cái tay bị thương của thẩm châu hy qua. Lại để nàng nghiêng người đối diện với mình, cũng may miệng vết thương không lớn Chỉ là hơi sâu Dao vớ vẩn gì đây Sao lại sắc như dao mổ cá thế này Mà sao lúc cầm dao phu nhân lại thất thần Ngài không cẩn thận như thế là không được Mở bức thư thôi mà cũng thấy máu Chờ lý ra trở về sợ là sẽ ăn Tươi nuốt sống đồ tì mất thôi Thị nương vừa băng bó vừa lại nhảy Nhưng thẩm châu hy lại chẳng nghe được lời nào Có một cảm giác bất an không rõ đè trong lòng Khiến nàng nhíu mày nhìn ra ngoài cửa sổ Bên ngoài mái hiên vẫn là gió êm sóng lặng trên bầu trời xanh thẳm có mây mù răng như những đụn bông, mà ở cuối chân trời là mây đen cuồn cuộn kéo tới. Thị nương thấy nàng không nói lời nào, thì theo tầm mắt nhìn lại rồi cảm khái nói, sạp đổi thời tiết rồi, cũng may chúng ta không phơi quần áo. Thẩm Châu Hy giống như không nghe thấy, nhưng trong lòng lại lặp đi lặp lại những lời thị nương nói, "Sắp đổi thời tiết rồi. Hết tập 41. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.